Xin chào các em và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về một đề tài rất là phổ biến, rất là thường gặp. Mặc dù kể cả các em thực hành ở bất kỳ một đơn vị cơ sở y tế nào, từ là một khoa điều trị cho đến một khoa cấp cứu, rồi cho đến một phòng khám và thậm chí khi các bạn đang làm thực hành tại phòng mạch tư, thì thỉnh thoảng chúng ta gặp những tình huống huyết áp tăng rất là cao và chúng ta cần phải xử trí cấp. Do đó thì chúng ta có cái khái niệm chung đó là cấp cứu tăng huyết áp, hypertension emergency. Nhưng thực tế khi chúng ta đọc tài liệu, khi chúng ta xem y văn thì các bạn cũng sẽ thấy chúng ta gặp rất nhiều từ liên quan đến cái chủ đề này. Ví dụ như là hypertension emergency ở đây là cấp cứu tăng huyết áp, rồi chúng ta lại có emergency hypertension là tăng huyết áp cấp cứu, chúng ta có urgency hypertension là tăng huyết áp khẩn cấp, chúng ta có tăng huyết áp ác tính, chúng ta sẽ có tăng huyết áp kháng trị, tăng huyết áp khó kiểm soát, vân vân và vân vân. Như vậy thì đầu tiên thì tôi cùng với các bạn sẽ cùng nhau thảo luận về cái vấn đề thuật ngữ như thế nào là cái tình trạng tăng huyết áp cấp cứu. Ở đây chúng ta sẽ có các em sẽ có là hypertensive crisis là cơn tăng huyết áp nguy kịch, hypertensive emergency là cấp cứu tăng huyết áp, emergency hypertension là tăng huyết áp cấp cứu, urgency hypertension là tăng huyết áp khẩn cấp và malignant hypertension là tăng huyết áp ác tính. À, như vậy thì đây là những cái thuật ngữ mà đã được dùng rất là nhiều trong các cái tài liệu chuyên môn. Tiếp theo nữa thì chúng ta có resistant hypertension là tăng huyết áp kháng trị, hoặc là difficult to control hypertension là tăng huyết áp khó kiểm soát. Rồi chúng ta có uncontrolled hypertension là tăng huyết áp chưa kiểm soát được. Severe hypertension là tăng huyết áp nặng nề. Và một cái thuật ngữ sau cùng, mặc dù không phải là nằm trong cái bối cảnh tăng huyết áp cấp cứu hay là cấp cứu tăng huyết áp, tuy nhiên chúng ta rất thường gặp trong khi chúng ta xử trí tăng huyết áp trong những cơn tăng huyết áp. Như vậy thì thuật ngữ nào là chính xác? Thật ra trong năm cái thuật ngữ đầu tiên là đang nói tới cái bối cảnh lâm sàng mà chúng ta đang bàn. Đó là một cái tình trạng tăng huyết áp cấp cứu cần phải xử trí. Trong đó thì hypertensive crisis là cơn tăng huyết áp nguy kịch và hypertensive emergency là cấp cứu tăng huyết áp là một cái từ chung diễn tả cho một cái tình trạng tăng huyết áp chúng ta cần phải xử trí cấp. Tiếp theo là emergency hypertension và urgency hypertension. Đây là một cái cặp từ đi chung với nhau của Hội Tim mạch châu Âu để diễn tả hai trạng thái của cấp cứu tăng huyết áp dựa trên con số đo huyết áp và đặc biệt là dựa trên cái tổn thương cơ quan đích để quyết định cái thái độ điều trị, cái mục tiêu điều trị và cái timeline, tức là cái khung thời gian điều trị. Malignant hypertension là cũng là dạng tăng huyết áp cấp cứu, tuy nhiên với cái diễn tả rằng đó là một cái tình trạng tăng huyết áp cấp cứu xảy ra có thể nhiều cái cơ quan tổn thương cấp cùng đang xảy ra và là một cái bệnh cảnh chúng ta phải điều trị rất là tích cực. Tiếp theo thì hai cái thuật ngữ tiếp theo thì diễn tả cho chúng ta cái tình trạng tăng huyết áp mà đã điều trị và đủ tiêu chuẩn để điều trị nhưng vẫn không kiểm soát được huyết áp. Do đó thì với cái tăng huyết áp kháng trị này chúng ta có những cái định nghĩa, ví dụ như là bệnh nhân đã được điều trị một liệu trình tối ưu ba thuốc kháng huyết áp ở liều tối ưu và trong đó có ít nhất là một thuốc đỡ tiểu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bàn kỹ ở cái phần sau. Và sau cùng đó là những cái uncontrolled hypertension hoặc là severe hypertension, đó là diễn tả cái tình trạng mà chúng ta đang điều trị và chúng ta chưa khống chế được, chưa kiểm soát được. Lý do có thể là phía bệnh nhân, có thể là phía người thầy thuốc mình chưa có những cái thái độ điều trị tích cực. Và cái sau cùng giống như là tôi đã nói với các bạn thì đó là cái tình trạng tăng huyết áp có nguyên nhân nhưng mà chúng ta chưa khống chế được, chưa xử lý được nguyên nhân thì huyết áp sẽ vẫn rất là cứ cao và chúng ta rất hay gặp trong các cái tình huống trên thì có một cái tỷ lệ đó là do tăng huyết áp thứ phát. Vậy thì theo tôi cái từ mà chúng ta dùng dễ sử dụng nhất và phổ biến nhất và chung nhất cho các tình huống đó là tăng huyết áp cần xử trí cấp, acute hypertension need to control, thì nó sẽ đúng cho tất cả các cái trường hợp khác nhau. Với cái từ mà gọi là hypertension emergency
thì chúng ta vẫn nên sử dụng, vì cái từ này là cái từ chính thống của khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu, của Hội Tăng Huyết Áp Châu Âu, của Hội Tăng Huyết Áp Thế Giới. Do đó thì hypertension emergency thì chúng ta vẫn có phải dùng, và nó có định nghĩa, nó có tiêu chuẩn rõ ràng. Còn cái từ mà chúng ta nói rằng tăng huyết áp cần xử lý cấp cứu thì đó là một cái từ chung. Đây là một cái slide rất là quan trọng, nói về cái tiêu chuẩn định nghĩa của tăng huyết áp cấp cứu. Nó là một cái kiểu hình lâm sàng của cấp cứu tăng huyết áp. Như vậy thì theo cái sự phân loại của Hội Tim Mạch Châu Âu, Hội Tăng Huyết Áp Châu Âu, Hội Tăng Huyết Áp Thế Giới, thì cấp cứu tăng huyết áp, hypertension emergency, thì về kiểu hình lâm sàng sẽ có hai kiểu hình. Kiểu hình thứ nhất là như trong slide trình bày, đó là tăng huyết áp cấp cứu. Và kiểu hình thứ hai là tăng huyết áp khẩn cấp. Như vậy thì như thế nào là tăng huyết áp cấp cứu? Thì để là tăng huyết áp cấp cứu thì sẽ có hai cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thứ nhất là giá trị số đo huyết áp phải rất cao, very high blood pressure. Và cái tiêu chuẩn thứ hai đó là phải có một cái tổn thương cơ bắp cấp đang tiến triển, acute hypertension mediated organ damage, tổn thương tăng huyết áp cấp đích cấp tính đang tiến triển. Và như vậy thì chúng ta phải có đủ hai tiêu chuẩn này mới là tăng huyết áp cấp cứu. Còn không, nếu chỉ có giá đo huyết áp rất cao mà không có tổn thương cơ quan đích cấp đang tiến triển thì là tăng huyết áp khẩn cấp. Như vậy thì cái số đo huyết áp rất cao, very high blood pressure, bao nhiêu là cao? Thì thật sự khi mà tôi soạn bài này thì tôi cũng cố tìm cái mức độ như thế nào là cao trong các khuyến cáo, thì thật sự không có. Người ta để là very high blood pressure, và với mỗi bệnh cảnh thì con số nó lại khác nhau. Và cái điều quan trọng rằng trong tăng huyết áp cấp cứu đó là có tổn thương cơ quan đích cấp đang tiến triển. Và như vậy thì thông thường huyết áp tâm thu phải trên 180 cho đến 200, và huyết áp tâm trương phải từ 100 cho đến 120 mm thủy ngân. Tại sao có cái sự dao động như vậy? Vì thí dụ các bạn sẽ thấy rằng trong tổn thương cơ quan đích mà của bóc tách động mạch chủ cấp thì chỉ còn khoảng 160 thì gọi là huyết áp tâm thu là cao lắm. Phù phổi cấp 160-180 là cao. Rồi ví dụ như là trong đột quỵ não cấp thì phải là 200-220. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong sản giật hay là tiền sản giật thì khoảng 160-180. Như vậy chúng ta thấy rằng cái mức độ gọi là rất cao của cái định nghĩa tăng huyết áp cấp cứu nó là một cái mức độ mà flexible theo cái bệnh cảnh lâm sàng của tổn thương cơ quan đích. Tiếp theo thì cơ quan đích có thể xảy ra tại tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim cấp, suy tim, phù phổi cấp, tại võng mạc như là bệnh đáy mắt, bệnh võng mạc cấp, ví dụ như phù gai thị, xuất huyết, bệnh tại não, ví dụ như là đột quỵ não cấp hoặc là bệnh não tăng huyết áp, tại thận, ví dụ như là suy thận cấp, tại cái động mạch lớn, ví dụ như là bóc tách động mạch chủ. Và cái việc mà giảm huyết áp ngay lập tức cần thiết để giới hạn cái sự lan rộng của tổn thương cơ quan đích hoặc là giúp thúc đẩy quá trình thoái lui của tổn thương cơ quan đích. Tuy nhiên, như vậy các bạn thấy rằng tuy nhiên đối với mỗi cái tổn thương cơ quan đích khác nhau thì cái việc hạ đến mức độ nào và hạ nhanh hay chậm trong thời gian nào lại rất quan trọng. Vì nếu chúng ta hạ quá nhanh sẽ đưa đến tình trạng thiếu máu của cái tổn thương cơ quan đó, và cái là có thể làm nặng thêm vấn đề tổn thương. Do đó thì cái phần này thì khi đi vào cái trong cái chiến lược điều trị và trong việc điều trị thì chúng ta sẽ nhắc lại. Và các bạn sẽ thấy rằng cái kiểu tổn thương cơ quan đích là yếu tố quyết định then chốt cho việc chọn lựa chiến lược điều trị, nghĩa là chúng ta tích cực mạnh hay là chúng ta vừa phải từ từ, quyết định cho cái huyết áp mục tiêu mà chúng ta phải đạt đến. Ví dụ như là có những bệnh thì người ta chỉ cần yêu cầu các bạn chỉ hạ xuống 180 trong thời gian cấp, có những bệnh thì hạ xuống 160, có những bệnh thì phải hạ xuống 140, và trong bóc tách động mạch chủ thì hạ xuống dưới 120, ví dụ như vậy. Và cái khung thời gian thực hiện việc hạ áp, như vậy thì chúng ta có cái việc là chúng ta hạ áp cấp hay không cấp, chúng ta có cái mục tiêu huyết áp mục tiêu để chúng ta hạ tới, và có một cái khung thời gian để chúng ta thực hiện hạ huyết áp. Có những cái tình trạng tổn thương cơ quan đích mà chúng ta hạ trong vòng vài phút,
Có những tình trạng chúng hạ trong vòng 1 giờ hoặc vài giờ, và có những cái tình trạng thì khuyến cáo rằng chúng ta không nên hạ nhanh quá, và chúng ta có thể hạ trong vòng 48, 72 giờ để bệnh nhân từ từ ổn định. Bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu thì bắt buộc phải được nhập viện để theo dõi sát trong phần lớn trường hợp, và điều trị phần lớn điều trị bằng thuốc hạ áp đường tĩnh mạch thì mới đạt được huyết áp mục tiêu theo khuyến cáo với cái khung thời gian mà theo người ta dự kiến. Đối với bệnh nhân không có tăng huyết áp cấp cứu, ví dụ như là trong trường hợp tăng huyết áp khẩn cấp, nghĩa là chỉ có số đo huyết áp rất cao nhưng lại không có biểu hiện của tổn thương cơ quan kích đích cấp đang tiến triển, thì người ta lại khuyến cáo mình là nên điều trị bằng thuốc hạ áp đường uống và có thể cho ra viện sau thời gian theo dõi. Về dịch tễ học thì theo số liệu của Hội Tim mạch châu Âu thì về cái thống kê thì có sự khác biệt nhau giữa các bệnh viện. Nói đây châu Âu cũng vậy, cũng giống như Việt Nam vậy, vì cái sự khác biệt về mã code của bệnh khác nhau. Tuy nhiên thì người ta nhận thấy là cái tần số trung bình là cứ mỗi 200 bệnh nhân vào cấp cứu thì trong đó có một bệnh nhân là vào vì cái tình trạng là theo dõi tăng huyết áp cấp cứu hoặc là cấp cứu tăng huyết áp. Và người ta cũng nhận thấy rằng mặc dù cái việc điều trị tăng huyết áp cho đến ngày hôm nay chúng ta đã có rất là nhiều khuyến cáo, chúng ta đã có rất là nhiều thuốc mới và cái việc điều trị tăng huyết áp khá là cải thiện trong các thập niên qua. Tuy nhiên thì cái tần suất mới mắc của tăng huyết áp cấp cứu thì vẫn không giảm. Và bệnh cảnh lâm sàng hay gặp của tăng huyết áp cấp cứu, bệnh cảnh lâm sàng ở đây là bệnh cảnh lâm sàng của tổn thương cơ quan đích, thì theo thứ tự thường gặp là phù phổi cấp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, bóc tách động mạch chủ cấp, suy thận cấp và bệnh não tăng huyết áp. Việt Nam chúng ta thì có lẽ chúng ta chưa có những số liệu về cái đề tài này. Trong slide này thì chúng ta sẽ trao đổi về cơ chế bệnh sinh và sinh lý bệnh nào gây ra cái tăng huyết áp kịch phát hay là cấp cứu tăng huyết áp. Thì đầu tiên người ta nhận thấy rằng trong tăng huyết áp cấp cứu thì tăng huyết áp nguyên phát chưa được kiểm soát hoặc là chưa được phát hiện là phần lớn. Nói như vậy thì phần lớn những trường hợp mà tăng huyết áp cấp cứu đến phòng cấp cứu chẳng hạn thì phần lớn đó là tăng huyết áp nguyên phát nhưng chúng ta chưa kiểm soát tốt hoặc là chưa phát hiện, và lần đây là lần đầu tiên người ta nhập viện vì tăng huyết áp. Rồi còn lại thì khoảng 20-40% trường hợp là tăng huyết áp có nguyên nhân, nghĩa là tăng huyết áp thứ phát. Và vì cái việc mà chúng ta chưa xác định được nguyên nhân, chúng ta chưa điều trị được nguyên nhân thì tăng huyết áp nó dẫn đến tăng huyết áp cấp cứu. Và người ta thấy thông thường trong những nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát đó thì gồm cái bệnh chủ mô thận, hẹp động mạch thận. Còn các nguyên nhân nội tiết thì khá là hiếm gặp, đó là theo số liệu của châu Âu. Về cơ chế bệnh sinh để liên quan đến tạo thành cơn tăng huyết áp cấp thì người ta thấy có rất là nhiều cơ chế bệnh sinh liên quan đến việc tạo thành cơn tăng huyết áp cấp. Tuy nhiên, các biến cố khởi động cho sự tăng đột ngột của tăng huyết áp thì vẫn chưa được hiểu biết. Các xét nghiệm mà chúng ta phải làm trong khi xử trí một trường hợp tăng huyết áp cấp cứu, và đó là hemoglobin và tiểu cầu, để giúp cho chúng ta đánh giá những cái rối loạn đông máu, ví dụ như là tan máu hoặc là bệnh vi mạch huyết khối. Trong một số bệnh cảnh tăng huyết áp ác tính, chúng ta phải thử creatinine máu, ước tính độ lọc cầu thận. Về điện giải đồ, chúng ta phải đánh giá natri kali. Một đôi khi chúng ta có thể gặp kali máu thấp mà giúp gợi ý cho những cái nguyên nhân thứ phát, ví dụ như là tăng aldosterone nguyên phát. Chúng ta phải thử LDH, haptoglobin. Về nước tiểu thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích nước tiểu, định lượng protein, định lượng đánh giá cặn nước tiểu, các thành phần hồng cầu, bạch cầu và các trụ hạt, các trụ CAS. Về các thăm khám, chẩn đoán và các thăm dò mà chúng ta phải làm tiếp theo, thì thứ nhất là thăm khám thì chúng ta phải hỏi kỹ bệnh sử chi tiết của bệnh nhân liên quan đến các triệu chứng tăng huyết áp trước đó, đến những cái bệnh mà có thể là gây ra tăng huyết áp. Về thăm khám thực thể thì chúng ta phải khám kỹ. Với cái việc đo huyết áp thì chúng ta đo cả hai tay và thậm chí là hai chân để phát hiện cái thứ nhất là những cái mà biến chứng, ví dụ như là trong bóc tách động mạch chủ nó gây ra hẹp lỗ của các động mạch lớn, có thể gây ra sự chênh biệt huyết áp giữa hai tay, hoặc là chúng ta có thể gặp trong một số tình huống rất là hiếm, ví dụ như hẹp eo động mạch chủ
hoặc là chúng ta gặp trong những cái trường hợp mà huyết áp chênh lệch vì sơ vữa động mạch nặng ở người cao tuổi chênh lệch một chi, nó làm cho cái sự mà huyết áp đo không chính xác. Về các cái thăm dò thực hiện thì chúng ta phải chỉ định thực hiện, đầu tiên đó là điện tâm đồ là điều bắt buộc để chúng ta khảo sát các cái dấu hiệu thiếu máu cục bộ cơ tim, các vấn đề loạn nhịp và đặc biệt là tình trạng dày thất trái mà rất hay gặp và cũng là một cái tổn thương cơ quan đích mà mãn tính của tăng huyết áp. Và chúng ta thử các cái men tim thì troponin THS, troponin chúng ta chụp X-quang ngực để đánh giá cái tình trạng quá tải dịch, ví dụ như là trong cái tình trạng phù phổi cấp, suy tim cấp, hoặc là chúng ta xem cái bóng tim, xem bóng tim có bị lớn hay không. Chúng ta phải soi đáy mắt để đánh giá tình trạng phù gai thị, xuất huyết, bỏng mạc, vân vân. Chúng ta sẽ tiến hành siêu âm tim qua thành ngực để đánh giá cấu trúc và chức năng tim, đánh giá về chức năng tâm thu, chức năng tâm trương. Chúng ta siêu âm đánh giá tim phổi, đánh giá tình trạng phù phổi. Chúng ta phải chụp CT và MRI não trong trường hợp mà bệnh nhân có biểu hiện các cái dấu hiệu của thần kinh để chúng ta chẩn đoán loại trừ đột quỵ não, đột quỵ thiếu máu não, xuất huyết não. Chúng ta phải chụp CTA ngực và bụng, đặc biệt là trong bệnh cảnh của bệnh động mạch chủ cấp, phình bốc tách động mạch chủ. Chúng ta siêu âm thận để đánh giá tình trạng tắc nghẽn sâu thận, kích thước thận, sự khác biệt về cái phản âm giữa hai thận, đánh giá cái bệnh cảnh của suy thận mạn. Và trong trường hợp cần thiết thì chúng ta có thể tiến hành siêu âm mạch máu động mạch thận để đánh giá tình trạng có hẹp động mạch thận hay là không. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần mà các bạn rất là quan tâm trong thực hành, đó là xử trí tăng huyết áp cấp, chiến lược và các thuốc hạ huyết áp cấp. Chúng ta chọn lựa chiến lược như thế nào, chúng ta chọn cái ngưỡng nào thì chúng ta bắt đầu điều trị, cái huyết áp mục tiêu nào, huyết áp đích nào chúng ta đưa xuống, và cái timeline, tức cái khoảng thời gian để chúng ta đưa xuống như thế nào thì nó sẽ nằm chủ yếu ở trong cái phần tiếp theo này. Trong slide này thì là một cái lưu đồ phân tầng định hướng xử trí tăng huyết áp cấp cứu mà theo tình trạng tổn thương cơ quan đích. Nói như vậy thì các bạn sẽ đi theo cái nhìn vào trong cái lưu đồ này từ trên xuống dưới. Đầu tiên đó là một cái symptomatic severe blood pressure elevation, tức là một cái tăng huyết áp nặng có triệu chứng. Triệu chứng ở đây có thể do chính bản thân tăng huyết áp hoặc là tổn thương cơ quan đích. Và như vậy cái việc đầu tiên chúng ta phải xác định đó là bệnh nhân có biểu hiện của một cái tổn thương cơ quan đích qua do huyết áp tiến triển cấp hay không, acute hypertension mediated organ damage. Nếu không thì đó là một cái tình huống tăng huyết áp chưa kiểm soát và chúng ta từ từ xử trí, và thông thường chúng ta xử trí bằng thuốc, đường uống. Nếu chết là có thì chúng ta đi vào bệnh cảnh cấp cứu tăng huyết áp. Như vậy thì cấp cứu tăng huyết áp hay tăng huyết áp cấp cứu thì để xử trí thì chúng ta phải xác định được cái tổn thương cơ quan cấp đang tiến triển và tùy theo cái tổn thương đó để chúng ta có một cái chiến lược điều trị. Ở đây thì liệt kê chúng ta 5 cái tình huống tổn thương là cơ quan đích cấp tiến triển. Đầu tiên đó là một cái dạng nặng về cái bệnh cảnh chung của tăng huyết áp nặng, nó gọi là malignant hypertension, là tăng huyết áp ác tính, và chúng ta sẽ có một cái vài cái slide phía sau nó riêng về bệnh thể này. Nhưng nhìn chung thì tăng huyết áp ác tính đó là một cái bệnh cảnh tăng huyết áp cấp cứu mà người ta gọi là rất là nặng nề vì có nhiều tổn thương cơ quan đích cùng tiến triển và có thể có hoặc không kèm theo suy thận cấp hoặc là TMA. TMA nó là thrombotic microangiopathy, tức là bệnh vi mạch huyết khối. Như vậy thì tổn thương đến những cái vi mạch và tạo huyết khối. Cái bệnh cảnh thứ hai đó là bệnh cảnh tổn thương cơ quan đích tại tim, thì thông thường chúng ta có hai cái tình huống. Tình huống thứ nhất là bệnh mạch vành, tức là thiếu máu cơ tim cấp hoặc là nhồi máu cơ tim cấp, và cái thứ hai là tình trạng suy tim cấp và biểu hiện bằng phù phổi cấp hoặc là nặng nữa thì có thể là diễn tiến tới choáng tim sau đó nếu kẹp nhiều bệnh cảnh tim mạch khác. Tiếp theo nữa thì tổn thương cơ quan đích là não, thì chúng ta sẽ có đột quỵ thiếu máu não, chúng ta sẽ có xuất huyết não hoặc là bệnh não do tăng huyết áp. Tiếp theo nữa là bệnh động mạch máu lớn, thì chúng ta sẽ có bệnh động mạch chủ, và chúng ta gặp hai bệnh cảnh, thứ nhất là phình mạch và thứ hai là bóc tách. Và cuối cùng đó là một cái dạng tăng huyết áp rất là đặc biệt gặp ở phụ nữ có thai, đó là sản giật và tiền sản giật.
và có thể kèm theo hội chứng gọi là HELLP. Cái chữ S đầu tiên thì nó là tan máu, hemolysis. Cái chữ E và L tiếp theo đó là elevation of liver enzyme, tức là cái sự gia tăng men gan. Tiếp theo đó là cái bệnh cảnh cái LLP sau, đó là giảm tiểu cầu, tức là low platelets. Đó là một trong những, đó là những cái dấu hiệu trong cái hội chứng mà người ta hay gặp trong cái bệnh cảnh sản giật, tiền sản giật rất là nặng ở phụ nữ có thai. Và từ cái việc chúng ta xác định cái tổn thương cơ bắp đó mà các bạn sẽ đưa đến cái hướng điều trị dựa vào cái tổn thương quân đích, mà chúng ta sẽ có cái ngưỡng huyết áp nào chúng ta phải đưa xuống, cái huyết áp mục tiêu nào chúng ta phải đạt đến, và cái khung thời gian nào để chúng ta thực hiện cái việc đó, và chúng ta sẽ có thuốc đường uống hoặc thuốc đường truyền tĩnh mạch. Trong slide này thì hướng dẫn cụ thể hơn cái thái độ xử trí tăng huyết áp cấp cứu theo tổn thương cơ quan đích cấp. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái hướng dẫn đó nó sẽ có trục tung, đó là huyết áp động mạch trung bình. Chúng ta nhớ là khi các bạn xem cái bảng này thì các bạn phải xem cái trục tung đó là huyết áp động mạch trung bình hay là huyết áp tâm động mạch tâm thu. Bởi vì huyết áp tâm thu thì chúng ta lại gặp cái bảng khác, và bản thân tôi thì thích sử dụng cái bảng huyết áp tâm thu hơn vì nó đơn giản, dễ sử dụng hơn. Trên lâm sàng chúng ta chỉ cần số huyết áp tâm thu ở trên để chúng ta điều chỉnh. Còn huyết áp động mạch trung bình, các bạn biết huyết áp động mạch trung bình thì sẽ bằng huyết áp tâm trương cộng cho 1/3 cái độ chênh áp giữa tâm thu và tâm trương. Các bạn phải tính, hoặc các bạn đang theo dõi bằng máy đo huyết áp tự động thì nó cũng có thể hiện ra. Và như vậy thì nó sẽ khó hơn là chúng ta điều chỉnh bằng huyết áp tâm thu. Tuy nhiên cái đó thì tùy vào mỗi người. Và khi mà mình xem cái bảng này thì mình phải xem là cái mức độ người ta khuyến cáo mình hạ nó là huyết áp động mạch trung bình hay huyết áp tâm thu. Như vậy thì đó là trục tung và trục hoành, thì các bạn sẽ có cái khung thời gian để chúng ta hạ huyết áp. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái góc ở phía bên trái là minute, là phút, tức là chúng ta phải hạ xuống rất là nhanh trong vòng vài phút đến một giờ. Trong khi đó ở phía bên góc tay phải là hour, tức là giờ, thì cái thời gian hạ cũng là cấp nhưng mức độ chậm hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích vào trong cái biểu đồ của nó. Đầu tiên như vậy thì chúng ta khảo sát cái nhóm mà chúng ta phải hạ huyết áp ở mức độ cấp, tuy nhiên ở mức độ cấp một cách vừa phải. Và như vậy thì thông thường cái huyết áp trung bình cấp nó khoảng ở mức độ 140-150. Các bạn nhớ đây là huyết áp trung bình. Và chúng ta sẽ cố gắng là hạ xuống cho tới mức độ khoảng 120 trung bình. Và gồm có các cái tình huống. Thứ nhất đó là cơn tăng huyết áp cấp với là bệnh lý võng mạc, ví dụ phù gai thụy, ví dụ xuất huyết, thì chúng ta sẽ hạ huyết áp trung bình xuống 25%. Tiếp theo đó là đột quỵ não cấp, đột quỵ thiếu máu não cấp, thì chúng ta sẽ hạ xuống khoảng 15% cái mức ban đầu. Tiếp theo đó là tiền sản giật và sản giật hoặc là hội chứng HELLP, thì các anh chị cũng hạ xuống khoảng 25%. Tiếp theo đó là cái bệnh não của tăng huyết áp, hypertensive encephalopathy, thì như vậy các bạn sẽ hạ khoảng 25%. Thì đó là cái nhóm mà hạ cấp một cách vừa phải. Cái nhóm thứ hai thì chúng ta sẽ hạ rất là cấp trong vòng vài phút. Và như vậy thì trong cái nhóm này chúng ta thông thường thì cái chúng ta bắt đầu hạ thì cái huyết áp trung bình đó là 120%. Và chúng ta sẽ hạ xuống cái mức độ khoảng 80 hoặc là 60 tùy vào tổn thương cơ quan đích. Chúng ta sẽ có những cái bệnh cảnh cụ thể. Ví dụ như là chúng ta sẽ có acute intracranial hemorrhage, tức là xuất huyết nội sọ. Ở cái bệnh cảnh phía trên là đột quỵ thiếu máu não. Ở đây là đột quỵ xuất huyết não. Thì chúng ta sẽ hạ cái mức độ huyết áp trung bình từ 120 xuống khoảng 90, 80. Cái mức độ thứ hai, cái dạng thứ hai đó là phù phổi cấp hoặc là hội chứng mạch vành cấp, thì chúng ta hạ xuống khoảng 80. Và cái thứ ba, cái bệnh cảnh mà chúng ta phải hạ mạnh nhất và nhanh nhất đó là bóc tách mạch chủ, thì chúng ta hạ từ cái mức huyết áp trung bình 100 chúng ta phải hạ xuống 60. Như vậy thì trên cái
bản trên cái biểu đồ này nó sẽ giúp cho chúng ta đưa ra cái thái độ xử trí dựa vào cái tổn thương cơ quan đích để quyết định chúng ta hạ cấp ở mức độ là từ 1 đến vài giờ hoặc là trong vòng 1 giờ, từ vài phút đến vài giờ tùy theo các bệnh cảnh. Và chúng ta nhớ rằng cái biểu đồ mà chúng ta đang xem nó là dựa trên hướng dẫn theo trên huyết áp trung bình. Nó có một cái biểu đồ mà bản thân tôi thích sử dụng hơn và nhiều người khác cũng vậy. Đó là chúng ta hướng dẫn dựa trên huyết áp tâm thu. Bởi vì khi thực hành lâm sàng các bạn dùng huyết áp tâm thu thì nó sẽ rất là nhanh và rất dễ. Thì cái biểu đồ này cũng tương tự như vậy. Đầu tiên thì người ta nhắc lại các cái tổn thương cơ quan đích, gia tăng huyết áp tăng cấp, động mạch chủ, ví dụ phình hay bóc tách của tim. Thí dụ chúng ta có các cái biến cố tim mạch, hội chứng vành cấp, nhồi máu tim cấp, phù phổi cấp. Ở não chúng ta sẽ có đột quỵ não cấp, bệnh não gia tăng huyết áp. Ở võng mạc và thận chúng ta sẽ có bệnh cảnh của tăng huyết áp ác tính. Như vậy thì cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cái nhóm mà hạ cấp mà tương đối một mức độ vừa phải thì là chúng ta hạ trong vòng vài giờ. Thì thông thường những cái số huyết áp đó là những cái bệnh cảnh tăng huyết áp cấp ác tính, ví dụ bệnh cảnh của đột quỵ thiếu máu não cấp mà chúng ta không có điều trị tiêu sợi huyết hoặc điều trị can thiệp nội mạch, ví dụ như là bệnh não gia tăng huyết áp. Thì những cái bệnh cảnh này thì thông thường cái mức huyết áp tâm thu mà cái ngưỡng chúng ta phải bắt đầu điều trị rất là khá cao, ví dụ như là 200, thậm chí trong đột quỵ thiếu máu não cấp cấp phải là 220, thì chúng ta sẽ hạ xuống ở cái mức khoảng 108 hoặc là 180. Và như vậy thì đó là cái bệnh cảnh mà tăng huyết áp cấp cứu mà chúng ta hạ cấp ở mức độ vừa phải. Cái bệnh cảnh thứ hai là tăng huyết áp cấp cứu nhưng chúng ta phải hạ xuống cấp trong một cái rất là cấp tính, đó là trong vòng vài phút đến một giờ. Đó là cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta phải là xuất huyết, đột quỵ xuất huyết não và đến rất sớm trong vòng từ 4.5 đến 6 giờ thì chúng ta mới hạ. Còn nếu sau 6 giờ thì các bạn lại không hạ huyết áp cấp nữa. Tiếp theo đó là phù phổi cấp, biến chứng mạch vành cấp. Tiếp theo là phình bóc tách động mạch chủ. Thì trong nhóm này thì bóc tách động mạch chủ là cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta hạ cái ngưỡng thấp nhất. Ví dụ như khoảng 140, 160 các bạn đã tiến hành hạ và hạ xuống dưới mức 120. Còn đối với là đột quỵ xuất huyết não thì chúng ta hạ xuống từ 200, 220 chúng ta hạ xuống khoảng 140 hoặc là dưới 180 tùy theo tác giả. Chúng ta phù phổi cấp, hội chứng vành cấp thì từ khoảng 160, 180 chúng ta hạ xuống khoảng một mức độ 130. Thay lên đây là cái bảng mà hướng dẫn cái thái độ xử trí theo tổn thương cơ quan đích và chúng ta tùy theo vào cái dạng tổn thương cơ quan đích mà chúng ta sẽ tiến hành hạ huyết áp rồi tối cấp trong vòng vài phút hoặc là cấp tính trong vòng vài giờ và cái ngưỡng cho chúng ta xử trí hạ. Và trên cái bảng này chúng ta sử dụng huyết áp tâm thu thì sẽ dễ hơn nhiều so với các bạn sử dụng huyết áp động mạch trung bình mà chúng ta phải tính toán, phải xem dựa vào trên cái monitor điện tử vân vân. Trên cái slide này thì trình bày chúng ta cách lựa chọn thuốc và mức độ hạ huyết áp theo cái tổn thương cơ quan đích cấp trong cái bệnh cảnh tăng huyết áp. Như vậy thì các em sẽ có chúng ta về trục tung thì chúng ta về cột thì chúng ta sẽ có 4 cột. Cột thứ nhất là biểu hiện lâm sàng của tổn thương cơ quan đích. Cột thứ hai đó là cái khung thời gian timeline và cái target blood pressure tức là huyết áp mục tiêu. Cái cột thứ ba là cái thuốc được ưu tiên chọn lựa hàng đầu. Và cái cột thứ tư là thuốc thay thế. Thuốc thay thế. Như vậy thì chúng ta sẽ có, các em nhìn phía dưới, thì chúng ta sẽ có cái màu tím, đó là cái hạ huyết áp cấp ở mức độ là trong nhiều giờ. Cái cột thứ hai là màu vàng, đó là hạ huyết áp cấp trong vòng 1 giờ. Và cái cột thứ ba là màu đỏ, đó là hạ huyết áp tối cấp ngay lập tức trong vòng vài phút. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn, đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá cái hạ huyết áp cấp vừa phải trong vòng vài giờ là màu tím. Như vậy thì chúng ta sẽ có cơn tăng huyết áp ác tính
có hoặc không có cái bệnh vi mạch huyết khối hoặc là tổn thương thận cấp. Và như vậy thì khung thời gian là chúng ta hạ trong vài giờ, và cái huyết áp mục tiêu là giảm áp lực động mạch trung bình từ 20-25%, và thuốc được ưu tiên chọn lựa hàng đầu đó là nicardipine. Chúng tôi chỉ tập trung vào hai cái thuốc đường truyền tĩnh mạch mà tại Việt Nam có hiện có bây giờ, đó là nicardipine và nitroglycerin. Còn những thứ thuốc khác thì các bạn xem và tham khảo thêm. Cái bệnh cảnh thứ hai là chúng ta hạ huyết áp cấp trong vòng 1 giờ thì chúng ta sẽ có đột quỵ thiếu máu não cấp với mức huyết áp trên 220 tâm thu và trên 120 tâm trương. Như vậy các bạn sẽ thấy cái mức độ huyết áp rất là cao. Thì để giải thích cho cái việc này thì chúng ta sẽ có một cái bài riêng. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ các bạn cũng sẽ nhớ rằng là đối với đột quỵ não cấp mà không có điều trị tiêu sử huyết hoặc là can thiệp nội mạch, tức là chúng ta can thiệp thần kinh á, thì cái việc là huyết áp tăng cao trong cái thời điểm đầu là rất là thường gặp, 80%, và không cần điều trị gì thì 60% sau đó trong vòng vài giờ thì huyết áp nó đã hạ xuống. Và cái việc mà chúng ta hạ nhanh quá có thể gây ra cái thiếu máu, tưới máu của cái vùng penumbra, tức là trên tối trên sáng, làm lan rộng cái tổn thương thiếu máu đột cấp. Do đó các bạn sẽ thấy rằng cái ngưỡng để chúng ta bắt đầu điều trị người ta cho rất là cao, tâm thu trên 220, tâm trương trên 120. Cái thời gian hạ thì là trong vòng 1 giờ và mức độ là huyết áp động mạch trung bình hạ 15%. Và cái thuốc được ưu tiên chọn lựa đó là nicardipine. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái bệnh cảnh đột quỵ não cấp nhưng có chỉ định điều trị thuốc tiêu sử huyết hoặc là can thiệp mạch vành, thì cái ngưỡng nó sẽ thấp hơn, huyết áp ở khoảng 185 tâm thu và 110 tâm trương. Mức độ hạ thì cũng như vậy, trong vòng 1 giờ với giảm huyết áp động mạch trung bình là 15%, và thuốc ưu tiên vẫn là nicardipine. Tiếp theo thì trong cái bệnh cảnh hạ huyết áp cấp tính tối cấp ngay lập tức trong vòng vài phút, thì đầu tiên là bệnh não gia tăng huyết áp thì chúng ta hạ ngay lập tức huyết áp trung bình từ 20-25%, và thuốc ưu tiên vẫn là nicardipine. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có xuất huyết não cấp, hoặc thì chúng ta sẽ hạ trong những trường hợp là huyết áp cao, và cái chúng ta cũng hạ ngay lập tức với huyết áp tâm thu, với cái huyết áp tâm thu ở cái ngưỡng là trên 220 thì chúng ta sẽ hạ xuống khoảng 140. Thì riêng cái phần mà điều trị tăng huyết áp trong đột quỵ não cấp thì chúng tôi sẽ có một bài riêng mà các bạn sẽ xem xong. Tiếp theo nữa là hội chứng mạch vành cấp thì chúng ta cũng sẽ hạ ngay lập tức và huyết áp xuống tâm thu xuống dưới 140, và trong lúc này thì là vai trò nổi bật của nitroglycerin. Tiếp theo là bệnh cảnh của suy tim cấp, phù phổi cấp, thì chúng ta cũng hạ huyết áp ngay lập tức với huyết áp tâm thu dưới 140. Như vậy các bạn sẽ thấy là đối với nitroglycerin thì cả hai cái ưu tiên được chọn lựa đó là hội chứng mạch vành cấp và phù phổi cấp, còn ra thì là phần lớn là nicardipine. Đối với hội chứng động mạch chủ cấp thì chúng ta hạ mức độ sớm hơn, tức là huyết áp tâm thu phải hạ đưa xuống dưới 120 ngay lập tức, nhịp tim không được đẩy nhanh. Và như vậy thì thông thường thì người ta sẽ phối hợp một cái chèn beta, ví dụ như esmolol với nitroglycerin là một cái thuốc hạ huyết áp mà có kiểm soát động mạch, hoặc là nếu không có thì chúng ta có thể dùng là nitroglycerin hoặc nicardipine. Nhưng các bạn nhớ rằng đối với cái hội chứng động mạch chủ cấp thì khi dùng những thuốc này chúng ta nên cho trước thuốc chèn beta để giữ nhịp tim không nhanh, vì những cái thuốc này hay làm nhịp tim nhanh. Và cái tình huống cuối cùng đó là sản giật hay tiền sản giật, và có thể kèm theo hay không hội chứng heo, thì cái mức độ huyết áp chúng ta sẽ hạ nhanh và dưới 160, huyết áp tâm trương dưới 105, và thuốc ưu tiên chọn lựa đó là nicardipine. Thì các bạn có thể tham khảo trên cái bảng này để vấn đề lựa chọn thuốc hạ huyết áp và mức độ hạ huyết áp và cái khung thời gian hồi hạ huyết áp. Và phía sau chúng ta còn nhắc lại cái khái niệm này trong một số bảng khác theo cái hình thức khác.
Ở đây thì là một cái bản thuốc điều trị tăng huyết áp cấp cứu của Hội Tim mạch Việt Nam năm 2018. Thì cái bản này sẽ giới thiệu các cái nhóm thuốc. Thì chúng ta với cái thuốc đường truyền tĩnh mạch thì thật sự hiện nay chúng ta chỉ có hai nhóm thuốc là nicardipine và nitroglycerin, và gần như là có đủ có mặt trong tất cả các cái chỉ định của tất cả các dạng tổn thương cơ quan đích. Như vậy thì trong cái bản này các bạn sẽ thấy về nhóm thì nicardipine thuộc về nhóm chặn kênh canxi dihydropyridine. Liều thì bắt đầu truyền là 5 mg/giờ, như vậy chúng ta phải dùng bơm tim liền, và chúng ta tăng mỗi 5 phút, chúng ta tăng mỗi 2,5 mg/giờ, và liều đích liều tối đa thông thường khoảng 15 mg/giờ, và khuyến cáo thì không dùng trong hẹp van động mạch chủ tiến triển, không dùng trong suy tim cấp. Cái thuốc thứ hai mà cũng khá là phổ biến tại Việt Nam đó là nitroglycerin. Thì đây là nhóm thuốc nó gọi là giãn mạch qua nitric oxide. Thì nhóm thuốc này thì khởi đầu là 5 microgram trên phút, nhưng như vậy chúng ta nhớ nicardipine thì 5 mg/giờ, thì nitroglycerin là 5 microgram trên phút, và tăng dần mỗi 3 đến 5 phút là 5 microgram trên phút, và liều tối đa khoảng 20 microgram trên phút. Và nitroglycerin thì có hai có ưu điểm trong hai cái chỉ định. Chỉ định thứ nhất là nhồi máu cơ tim van cấp, nhồi máu tim cấp, và cái chỉ định thứ hai là suy tim cấp, phù phổi cấp. Và chúng ta nhớ là không dùng nitroglycerin trên bệnh nhân giãn thể tích vì nó giãn tĩnh mạch. Thì đây là hai cái thuốc chính mà chúng ta cần quan tâm, bởi vì nó có trên thị trường Việt Nam và nó có chỉ định điều trị rất tốt cho tất cả các dạng tăng huyết áp cấp cứu do tất cả các tổn thương cơ quan đích. Trên slide này thì trình bày tiếp cái phần sau thuốc điều trị tăng huyết áp cấp cứu của Hội Tim mạch Việt Nam năm 2018. Thì tôi xin không phân tích sâu, bởi vì chúng ta không có những thuốc này, và nếu không có thì các bạn có xem rồi các bạn sẽ quên. Thì chúng ta sẽ có những cái nhóm thuốc, ví dụ như chặn beta 1 chọn lọc, chặn beta mà chặn beta 1 chọn lọc, ví dụ như thuốc Esmolon cũng là thuốc rất là được chỉ định rất là nhiều. Rồi chặn beta phối hợp với alpha và chặn beta không chọn lọc, ví dụ như là lambertalon. Chặn thụ thể alpha không chọn lọc, ví dụ như là phantolamin. Kích thích thụ thể dopamine chọn lọc, ví dụ như là phenondopam. Thuốc ức chế men chuyển, và đây là ở đường truyền, thì là enalapril. Trên slide này thì trình bày lại cho chúng ta cái việc mà chúng ta lựa chọn thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch trong bệnh cảnh tăng huyết áp cấp cứu chỉ định theo bệnh cảnh lâm sàng, tức là bệnh cảnh của tổn thương cơ quan đích. Như vậy chúng ta sẽ có 3 cột. Cột thứ nhất là bệnh cảnh lâm sàng tổn thương cơ quan đích. Cột thứ hai là thuốc ưu tiên được chọn lựa. Và cột thứ ba là một số yêu cầu khi chúng ta sử dụng việc điều trị thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch. Như vậy thì đầu tiên, bệnh cảnh bóc tách động mạch chủ cấp là một bệnh cảnh mà chúng ta phải hạ huyết áp rất sớm và rất nhanh và rất mạnh. Thì cái thuốc ưu tiên được chọn lựa thông thường sẽ là chặn beta. Tuy nhiên tại Việt Nam chúng ta chưa có thuốc chặn beta đường tĩnh mạch. Do đó thì chúng ta có thể dùng một trong hai loại thuốc là nitroglycerin hoặc là nicardipine mà sẵn có trên thị trường của Việt Nam. Tuy nhiên thì đối với cái bệnh cảnh này thì không được để nhịp tim nhanh. Do đó thì cái thứ nhất là khi dùng thì chúng ta phải dùng chặn beta phải được dùng kèm theo trước khi chúng ta sử dụng thuốc giãn mạch. Thuốc giãn mạch ở đây là nicardipine hoặc là nitroglycerin hoặc nitroglycerin để kiểm soát huyết áp và ngăn cái phản xạ tăng nhịp tim. Và cái đích hạ là hạ huyết áp tâm thu nhỏ hơn 120 và phải đạt trong vòng 20 phút. Cái bệnh cảnh thứ hai đó là phù phổi cấp, suy tim cấp, thì cái thuốc được ưu tiên chọn lựa là nitroglycerin và chống chỉ định thuốc chặn beta là thuốc thúc đẩy suy tim. Cái bệnh cảnh thứ ba là hội chứng mạch vành cấp, cũng là cái bệnh cảnh mà được ưu tiên chọn lựa là nitroglycerin. Trong trường hợp không có nitroglycerin thì chúng ta có thể dùng nicardipine. Tuy nhiên thì cái hiệu quả không bằng. Và cái điều chú ý đó là nitrat thì cho khi đã dùng ức chế thuốc phosphodiesterazanam thì có thể gây tụt huyết áp. Tuy nhiên cái loại thuốc ức chế men phosphodiesterazanam
năm trong điều trị suy tim vân vân thì tại Việt Nam chúng ta không có. Chống chỉ định cái thuốc dạng beta khi suy tim cấp nặng trung bình với phổi với nhịp tim nhỏ hơn 60 lần phút, huyết áp tâm thu nhỏ hơn 100 mm thủy ngân, tái tưới máu ngoại vi kém, những cái bệnh cảnh nhịp chậm như là block nhịp thất độ 2, độ 3, bệnh phổi đang bộc phát. Cái bệnh cảnh lâm sàng của tổn thương colonic là suy thận cấp thường gặp trong là tăng huyết áp ác tính thì chúng ta dùng ưu tiên là nicardipine. Những cái bệnh cảnh lâm sàng tiếp theo khi sử dụng thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch thì chúng ta sẽ có thứ nhất là sản giật hoặc tiền sản giật, thì thuốc ưu tiên được chọn lựa là nicardipine với cái yêu cầu là hạ huyết áp nhanh. Và chúng ta chống chỉ định thuốc ức chế men chuyển hoặc là thuốc chặn thụ thể angiotensin 2, thuốc ức chế renin và nitroglycerin trong bệnh nhân phụ nữ có thai. Cái bệnh cảnh thứ hai là tăng huyết áp chu phẫu, tức là tăng huyết áp xảy ra trong lúc phẫu thuật, thì chỉ định điều trị hạ huyết áp khi huyết áp tâm thu trên 160/90 hoặc là huyết áp tâm thu tăng trên 20% của giá trị huyết áp 15 phút trước đó, thì cái việc chỉ định vẫn là thuốc nicardipine. Và yêu cầu thì tăng huyết áp thường thấy trong lúc phẫu thuật gây mê hoặc thực hiện các cái thao tác đường thở bằng tay, ví dụ là bóp bóng. Và cái bệnh cảnh thứ ba đó là tình trạng tăng catecholamine quá mức, gia tăng giao cảm cấp, ví dụ như là hội chứng pheochromocytoma, tức là u tủy thủy thận sau phẫu thuật bóp tách, thì cái chỉ định thì đương nhiên vẫn là thuốc chặn giao cảm. Ở đây thông thường là phentolamine. Tuy nhiên trong trường hợp không có thì chúng ta vẫn có thể dùng nicardipine. Và cái mục tiêu là chúng ta cần hạ huyết áp nhanh. Trao đổi với các bạn trong các slide trước thì cho đến hôm nay thì Việt Nam chúng ta hiện tại sử dụng chỉ có hai thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch, đó là nicardipine và nitroglycerin. Do đó thì tôi sẽ có hai slide nói hơi chi tiết về hai thuốc này. Thứ nhất là nicardipine, thì đây là một nhóm thuốc thuộc nhóm chặn cân canxi mà nhóm dihydropyridine, tức là cái tác dụng giãn mạch là chính, tuy nhiên ít nhiều cũng có một ít tác dụng ức chế cơ tim và cái tính chọn lọc cao với mạch máu não và tim, và chỉ định thì tác dụng trong hầu hết các trường hợp tăng huyết áp cấp cứu đều chúng ta có thể dùng được, không dùng trong suy tim cấp vì ít nhiều nó có cái tính chất ức chế cơ tim. Liều lượng cách dùng thì bắt đầu liều khởi đầu là 5 mg trên giờ, sau đó mỗi 5 phút chúng ta sẽ tăng khoảng mỗi 2,5 mg giờ, liều tối đa là 15 mg giờ. Tác dụng phụ làm tăng tần số tim, đây là thuốc giãn mạch, tụt huyết áp và có thể gây làm nặng suy tim với một chút xíu ức chế co bóp cơ tim, đau đầu, buồn nôn. Tác dụng phụ có thể hạn chế khi chúng ta phối hợp với các thuốc giãn beta sẽ làm giảm nhịp tim nhanh và phản xạ. Cái việc phối hợp này thì đặc biệt rất cần lưu ý và rất là quan trọng. Trong cái bệnh cảnh phình bóc tách động mạch chủ, chúng ta phải luôn luôn dùng thuốc chặn beta trước khi cho nicardipine, vì trong bệnh bóc tách động mạch chủ chúng ta để nhịp tim nhanh sẽ dự hậu sẽ rất không tốt cho bệnh nhân. Và nicardipine cũng là một thuốc rất là tốt trong xử trí tăng huyết áp và đột quỵ não cấp. Một cái thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch dùng khá phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là trong chuyên khoa tĩnh mạch trước đây, là nitroglycerin. Thì đây là một thuốc có dẫn xuất của nitric oxide. Và trước đây thì các bác sĩ tim mạch rất hay dùng trong xử trí những trường hợp hội chứng mạch vành cấp, nhồi máu chân cấp hoặc là điều trị suy tim trái cấp do tác dụng giãn tim mạch và giãn động mạch vành. Như vậy thì nitroglycerin là tác dụng làm giãn tim mạch, làm giãn nhẹ tiểu động mạch khi dùng liều cao, chỉ định sử dụng trong hai bệnh cảnh chính theo kinh điển lâu nay, đó là hội chứng mạch vành cấp, nhồi máu tim cấp và hoặc suy tim trái cấp, phù phổi cấp. Chống chỉ định trong trường hợp có giảm thể tích tuần hoàn. Liều lượng và cách dùng thì bắt đầu ở liều 5 microgram trên phút và sau đó tăng mỗi 3 đến 5 microgram trên phút và đạt liều 20 microgram trên phút. Tác dụng phụ là tụt huyết áp, đau đầu, buồn nôn. Tụt huyết áp, đau đầu, buồn nôn thì đây là điều là những tác dụng của vấn đề giãn mạch. Như vậy thì trong thực hành tại Việt Nam chúng ta có hai thuốc đường tĩnh mạch giống như tôi đã trình bày với các bạn. Đó là nicardipine và nitroglycerin. Như vậy thì không phải chỗ nào, cơ sở thực hành nào cũng có cả đủ hai thuốc, hoặc là có cả một trong hai, và thậm chí là không có thuốc nào. Như vậy thì liệu có vị trí nào cho thuốc hạ huyết áp đường uống trong cấp cứu tăng huyết áp hay không?
thì đầu tiên chúng ta nói về cơ chế. Như vậy một trường hợp tăng huyết áp nặng chưa kiểm soát thì sẽ kích hoạt các cái quá trình sau. Thứ nhất là gây bài niệu, tăng bài natri niệu, gia tăng áp. Thứ hai là tăng kháng lực mạch thận. Và thứ ba là suy giảm cái cơ chế tự điều hòa huyết áp. Cái việc mà bài natri niệu tăng, gia tăng áp thì sẽ đưa đến kích hoạt hệ thống renin angiotensin, tức là hệ thống RAS. Từ cái hệ thống RAS này lại quay trở ngược kích hoạt lại tăng kháng lực mạch thận, đồng thời cùng phối hợp với tăng kháng lực mạch thận tiếp tục gây tổn thương tuần hoàn vi mạch. Đây là một trong những cái cơ chế mà của tăng huyết áp ác tính. Sau đó thì tổn thương tuần hoàn vi mạch lại kích hoạt ngược trở lại suy giảm cơ chế tự điều hòa và cùng phối hợp với cơ chế suy giảm cơ chế tự điều hòa để đưa đến tổn thương cơ quan đích. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái việc mà tăng hoạt của hệ thống RAS trong cái cơn tăng huyết áp cấp cứu đóng một vai trò khá là quan trọng, và người ta thấy nó phối hợp với tổn thương tuần hoàn vi mạch đưa đến làm nặng cái tình trạng tổn thương cơ quan đích. Như vậy thì trong xử trí cấp cứu tăng huyết áp thì vai trò hoặc là vị trí nào cho thuốc uống trong điều trị hạ huyết áp cấp cứu? Thì như chúng ta đã trình bày như phần trước thì tăng huyết áp cấp cứu với tổn thương cơ quan đích đang tiến triển thì thông thường chúng ta phải dùng thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch để đạt được huyết áp mục tiêu trong một khoảng thời gian theo khuyến cáo. Tuy nhiên, đối với tăng huyết áp khẩn cấp là số huyết áp tăng cao nhưng bệnh nhân không có cái tổn thương cơ quan đích thì người ta lại khuyến cáo rằng chúng ta nên sử dụng thuốc hạ áp đường uống để đưa huyết áp bệnh nhân xuống mà không bắt buộc phải dùng thuốc hạ huyết áp cấp cứu. Vì trong những trường hợp mà không cần thiết, nếu chúng ta hạ nhanh quá thì lại có thể gây tổn thương thiếu máu cơ quan, tổn thương cơ quan do thiếu máu tưới máu. Như vậy thì cái thuốc mà được nhắc đến khi bàn đến cái vị trí nào cho thuốc hạ huyết áp đường uống trong cấp cứu là thuốc ức chế miễn chuyển. Đầu tiên cái cơ chế thì giống như slide trước chúng ta đã trình bày là trong tăng huyết áp nặng, tăng huyết áp cấp cứu thì hệ thống RAS được kích hoạt rất là nhiều, rất là dữ để góp phần làm tăng cái tình trạng tổn thương cơ quan đích. Do đó thuốc ức chế men chuyển là một trong những thuốc mà gọi là thay thế trong xử trí cấp cứu dựa trên cái cơ chế là tăng hoạt quá mức của hệ thống renin angiotensin system trong tăng huyết áp ác tính, tăng huyết áp cho tổn thương cơ quan đích cấp, bệnh vi mạch huyết khối. Và gần đây thì dữ liệu nghiên cứu thì tuy có giới hạn nhưng mà vẫn tỏ ra khá hứa hẹn. Một nhóm tác giả ví dụ như Rubin và cộng sự đã đang làm một cái nghiên cứu sơ bộ tiến cứu và có thể kết quả trong vòng vài năm tới. Một cái thuốc hạ huyết áp đường uống thứ hai mà trước đây tại Việt Nam rất hay sử dụng đó là nifedipine dạng giải phóng nhanh, tức là thường dạng viên nang và nó có cái dịch kêu ở trong. Thông thường người ta hay dùng cái kim, người ta chọc một cái lỗ thủng trên nang đó và người ta ngậm cái giọt vào dưới lưỡi, hay còn gọi là viên nang ngậm dưới lưỡi. Thì như các em và các đồng nghiệp sẽ thấy trên cái biểu đồ này, trục tung là huyết áp và trục hoành đó là timeline thời gian. Và như vậy thì đây là một cái bệnh nhân đang tăng huyết áp, màu tím là huyết áp tâm thu, màu đỏ là huyết áp tâm trương, nó tăng rất là cao. Huyết áp tâm thu tăng trên 200 và huyết áp tâm trương tăng trên 100. Như vậy là huyết áp, con số huyết áp tăng very high blood pressure. Và bệnh nhân được cho nifedipine viên ngậm dưới lưỡi. Thì các bạn sẽ thấy rằng sau khi cho thì huyết áp tuột rất là nhanh, trong vòng khoảng vài chục phút, mười mấy phút, vài chục phút là huyết áp đã tuột hẳn xuống. Và như vậy thì với cái hiệu quả này thì trước đây người ta rất thích điều trị tăng huyết áp. Tuy nhiên càng ngày với các cái chứng cứ, các nghiên cứu lâm sàng thì người ta thấy rằng cái việc tuột huyết áp nhanh như thế này thì tạo ra một cái tình huống rất là nguy hiểm, dễ đưa đến biến chứng, biến cố, thiếu máu về mạch máu não, mạch máu cơ tim. Như vậy thì ngày hôm nay cho đến hôm nay thì người ta đã xác định nifedipine ngậm dưới lưỡi tác dụng hạ huyết áp nhanh và mạnh, tác dụng sau 5 đến 10 phút và ở đỉnh điểm khoảng từ 30 đến 60 phút, kéo dài từ 6 đến 8 giờ. Cái việc hạ huyết áp mạnh nhưng không kiểm soát được có thể gây ra cái biến cố thiếu máu não và tim. Và như vậy thì cho đến nay chưa có các cái chứng cứ, các dữ liệu lâm sàng nào về việc lợi ích của nifedipine trong điều trị tăng huyết áp cấp cứu.
và thậm chí có một số dữ liệu là chứng minh rằng là cái có thể gây ra các biến cố thiếu máu tim và não. Do đó cho đến hôm nay thì không còn có khuyến cáo nào khuyên là sử dụng nifedipine dạng viên nang ngậm dưới lưỡi trong điều trị tăng huyết áp khẩn trương. Trong slide này thì trình bày cho các bạn một số thuốc hạ huyết áp đường uống thường được dùng trong xử trí tăng huyết áp khẩn trương khẩn cấp ở tại Việt Nam. Thuốc hàng đầu vẫn là captopril, vì đó là một thuốc ức chế men chuyển với những cái cơ chế mà giống như chúng ta đã trình bày. Vì trong tăng huyết áp khẩn cấp cứu thì cái hệ thống RAS tăng hoạt rất là mạnh. Do đó ức chế men chuyển cũng là một trong những thuốc được ưu tiên. Và captopril là một thuốc ức chế men chuyển tác dụng nhanh, áp lai ngắn, do đó rất phù hợp cho việc xử trí tăng huyết áp khẩn trương hay là cấp cứu. Thuốc thứ hai đó là thuốc chèn kênh canxi. Thì chèn kênh canxi giống như chúng ta đã nói trước đây thì rất hay dùng nifedipine, thì gần đây người ta dùng amlodipine hoặc là phenylalanine, isradipine. Một cái thuốc thứ ba đó là nhóm thuốc chèn alpha giao cảm prazosin, nhưng gần đây cũng rất ít dùng. Còn riêng lợi tiểu white furosemide thì không có chỉ định, trừ khi có cái chỉ định bắt buộc kèm theo, ví dụ như là suy tim ứ dịch trong bệnh thận hoặc là trong bệnh biểu hiện suy tim. Như vậy thì chúng ta đã trao đổi với nhau khá là đầy đủ và chi tiết về xử trí cấp cứu tăng huyết áp, về các cái định nghĩa của tăng huyết áp cấp cứu, tăng huyết áp khẩn cấp, về các cái cách thức chúng ta triển khai xét nghiệm, thăm dò chẩn đoán, thăm khám lâm sàng, về cái cách thức chúng ta đánh giá và phân tầng cách xử trí theo cái tổn thương cơ quan đích, theo cái bệnh cảnh tổn thương cơ quan đích, với cái ngưỡng huyết áp nào chúng ta cần điều trị, với cái huyết áp mục tiêu nào chúng ta cần đạt đến trong cái khung thời gian nào, và bằng các cái biện pháp điều trị bằng thuốc đường tĩnh mạch, thuốc uống, vân vân. Như vậy thì trước khi chúng ta kết thúc cái phần chính của bài, đó là xử trí tăng huyết áp cấp cứu tăng huyết áp, thì chúng ta sẽ có một số cái tóm tắt, một số thông điệp chính. Thứ nhất thì tăng huyết áp nặng nhưng không có tổn thương cơ quan đích thì sẽ cho chúng ta thời gian để tính toán. Như vậy là chúng ta đang nói tới tăng huyết áp khẩn cấp. Khuyến cáo không cần dùng thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch, mà chủ yếu là sử dụng các thuốc hạ huyết áp đường uống. Chúng ta sử dụng là liều cũ nếu bệnh nhân bỏ thuốc, hoặc tăng liều hoặc phối hợp thêm thuốc. Thuốc hạ huyết áp uống tác dụng giảm huyết áp ngay lập tức. Đó là người ta đang nói tới nifedipine đó các bạn. Thì ngày nay không được khuyến cáo nữa, tức là cái nifedipine dạng viên nang và nhỏ ngậm dưới lưỡi thì ngày nay không được khuyến cáo nữa. Và đối với bệnh nhân tăng huyết áp khẩn cấp thì chúng ta cũng nên chú trọng bổ sung các cái thuốc giảm lo âu, giảm lo lắng. Vì trên những bệnh nhân này thì với cái tình trạng thần kinh căng thẳng lo lắng thì dễ kích lên cái cơn tăng huyết áp và làm cho việc điều trị khó khăn. Và trên những bệnh nhân này thì chúng ta có thể cho bệnh nhân ra viện với các cái phiếu thông tin đầy đủ và cần xem xét cái việc theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ để chúng ta khẳng định cái việc là tăng huyết áp và tránh với cái tình trạng là tăng huyết áp hiệu ứng áo choàng trắng vân vân, sẽ làm cho việc xử trí chúng ta thêm khó khăn. Cái thông điệp tiếp theo, thông điệp mang về thứ hai, đó là xử trí cấp cứu tăng huyết áp hiện tại thì chủ yếu dựa trên đồng thuận từ kinh nghiệm lâm sàng, từ các quan sát, nghiên cứu, quan sát và so sánh các kết cục tức thời. Chúng ta chưa có những cái nghiên cứu mà lớn và theo dõi trên một cái thời gian đủ dài, số lượng đủ lớn. Các cái đội hoạt động, đặc biệt các task force, đội đặc nhiệm ấy, thì ghi nhận các quyết định điều trị dựa trên chứng cứ đối với cấp cứu tăng huyết áp có thể cải thiện được trong các mặt khác nhau, bao gồm cả tính an toàn và tính hiệu quả của việc sử dụng thuốc uống khi so sánh với thuốc đường tĩnh mạch đối với điều trị tăng huyết áp ác tính. Như vậy thì đối với tăng huyết áp ác tính thì ngoài cái việc mà chưa định như lâu nay chúng ta dùng thuốc đường tĩnh mạch, thì một số tác giả cảm thấy rằng và dựa trên cái kinh nghiệm thực tế của họ, và họ đang làm những cái thử nghiệm nghiên cứu, họ thấy rằng cái việc sử dụng thuốc hạ huyết áp đường uống vẫn khả thi, đặc biệt là trong cái nhóm ức chế men chuyển. Tầm soát và chẩn đoán cấp cứu tăng huyết áp cho đến nay vẫn là mục tiêu chính, với mục tiêu chính vẫn là giảm gánh nặng với nhiều cái kiểu hình khác nhau của tăng huyết áp cấp. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là
chúng ta có cơn tăng huyết áp cấp, chúng ta có cấp cứu tăng huyết áp, chúng ta có tăng huyết áp khẩn cấp, chúng ta có tăng huyết áp cấp cứu, chúng ta có tăng huyết áp ác tính, vân vân. Thì với nhiều cái kiểu hình khác nhau như vậy thì dễ làm cho các cái bác sĩ lâm sàng mình hơi bị rối. Nhưng thật sự khi các bạn đọc kỹ thì chúng ta thấy là thật sự thì nó cũng có những cái tiêu chuẩn định nghĩa và cái tiêu chuẩn để chẩn đoán. Và cái thông điệp cuối cùng của cái phần mà xử trí cấp cứu tăng huyết áp thì người ta nhắc lại về định nghĩa thì cơn tăng huyết áp cấp sẽ bao gồm có hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất đó là số huyết áp phải rất là cao. Con số tuyệt đối cho mỗi tất cả tình huống thì không có, mà sẽ tùy thuộc vào cái mỗi cái tổn thương cơ quan đích. Và cái thứ hai đó là cái sự hiện diện có hay không của tổn thương cơ quan đích, mà chia phân biệt thành hai kiểu hình hay là hai dạng. Tăng huyết áp cấp cứu là có kèm theo tổn thương cơ quan đích cấp đang tiến triển, và tăng huyết áp khẩn cấp là số huyết áp cao nhưng không kèm theo tổn thương cơ quan đích đang tiến triển. Về chẩn đoán, về các cái xét nghiệm triển khai thì chúng ta phải làm phân tích các xét nghiệm máu, các xét nghiệm nước tiểu, điện tâm đồ, X quang ngực, siêu âm tim, chúng ta chụp CT hoặc là MRI não, chúng ta chụp mạch CT hoặc là chụp mạch MRI, CT ngực và bụng để đánh giá các cái tình trạng các cái mạch máu lớn, động mạch phổi, động mạch chủ, chúng ta siêu âm thận. Về xử trí thì chúng ta sẽ xử trí với cái thái độ xử trí đi theo cái tổn thương cơ quan đích, đó là tăng huyết áp khẩn cấp và tăng huyết áp cấp cứu. Chẩn đoán chính xác, chính xác ở đây là các bạn chẩn đoán chính xác cái thể của cấp cứu tăng huyết áp là và điều trị thích hợp là điều tối quan trọng. Đối với tăng huyết áp khẩn cấp thì tăng huyết áp phải được giảm trong vòng từ 24 đến 48 giờ. Đối với tăng huyết áp cấp cứu thì các cái giá trị huyết áp mục tiêu phải đạt được trong khoảng thời gian từ vài phút đến vài giờ và tùy theo cái tổn thương cơ quan đích đang diễn biến chính. Như vậy thì chúng ta đã xong cái phần chính của xử trí cấp cứu tăng huyết áp. Tuy nhiên như ngay từ đầu tôi đã trình bày với các bạn, thuật ngữ của tăng huyết áp cấp cứu hay cấp cứu tăng huyết áp nó sẽ rất là đa dạng. Vì bản thân của cấp cứu tăng huyết áp nó cũng có nhiều cái kiểu hình lâm sàng. Ví dụ như ở đây chúng ta chuẩn bị đang nói tới một cái tình huống lâm sàng gọi là tăng huyết áp ác tính, malignant hypertension. Như vậy thì tăng huyết áp ác tính nó là cái kiểu hình của cấp cứu tăng huyết áp cấp cứu và nằm trong cái dạng nào. Thì thật sự tăng huyết áp ác tính nó là tăng huyết áp cấp cứu, nghĩa là số huyết áp rất cao kèm theo các tổn thương cơ quan đích đang tiến triển. Tuy nhiên thì cái tổn thương cơ quan đích đang tiến triển của dạng tăng huyết áp ác tính thường là nhiều cơ quan, giống như là trong cái slide này trình bày cho các bạn. Tăng huyết áp ác tính là dạng nặng nề nhất của tăng huyết áp với tổn thương trầm trọng nhiều cơ quan và bao gồm cả tổn thương vi mạch. Các cơ quan đó có thể là gồm mắt, thận, não và đặc biệt cái dạng gọi là thrombotic microangiopathy, tức là bệnh vi mạch huyết khối, và cũng có thể tổn thương ở tim. Tần suất mới mắc thì vẫn không thay đổi và có khuynh hướng tăng lên theo thực hành của châu Âu. Tiên lượng thì cải thiện rất nhiều với cách tiếp cận điều trị hiện đại, nhưng mà đương nhiên là vẫn kém hơn là tăng huyết áp bình thường lành tính. Thường xảy ra bệnh nhân trẻ, chủ yếu là nam giới và thường gốc da đen. Về tiêu chuẩn chẩn đoán của cái tổn thương cơ quan đích trong tăng huyết áp ác tính, như vậy chúng ta có cái khái niệm tăng huyết áp ác tính là cái tình trạng mà xảy ra tổn thương nhiều cái cơ quan đích. Tuy nhiên thì ở đây người ta định nghĩa lại cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì thật sự cũng không khác biệt gì nhiều so với cái tăng huyết áp cấp cứu chung. Thứ nhất là về thận thì chức năng thận giảm, đặc biệt kèm với hạ kali máu. Thì như vậy hạ kali máu ở đây thì mình cũng không, tôi cũng không rõ là nó liên quan đến cái nguyên nhân của tăng huyết áp. Ví dụ như là tăng huyết áp thứ phát do tăng cholesterol hoặc là một cái bệnh cảnh riêng. Có tăng creatinine huyết tương trên 30% so với xét nghiệm gần đây, tức là trước đó, trước khi lên cơn cái tăng huyết áp cấp cứu thì cái giá trị xét nghiệm so với giá trị hiện tại thì creatinine có thể tăng lên trên 30%, và không có nguyên nhân nào khác giải thích cho cái việc tăng này. Protein niệu
Thì riêng protein niệu thì cái mức độ đặc hiệu là vừa phải, không đặc hiệu. Và tim thì thông thường trên những bệnh nhân này đã có phì đại thất trái rất là nặng. Và biểu hiện trên điện tâm đồ đó là sóng R trên ABL lớn hơn 8 mà các bạn dùng trong cái chỉ số cochlear. Rồi cái khối lượng cơ tim, cái chỉ số khối lượng thất trái thì trên 60 gram trên mét vuông. Cái thành thất trái có thể dày trên 13 mm. Bệnh nhân có thể suy chức năng tâm thu với phân suất tâm máu nhỏ hơn 50%. Cái sức căng tổng dọc global longitudinal strain thì trừ 17% ở nam và trừ 19% ở nữ. Có thể thấy bất thường tái cực trên điện tâm đồ mà chúng ta hay gọi là tăng gánh tâm thu thất trái. Có thể tăng men tim, tăng troponin. Ở não thì có thể gây ra cái tình trạng đột quỵ thiếu máu não hoặc xuất huyết não. Và chúng ta có xác định bằng chụp MRI. Và đặc biệt cái tình trạng mới gọi là bệnh vi mạch huyết khối thì bệnh nhân có thể xuất hiện cái tình trạng là tan máu. Như vậy thì tăng huyết áp ác tính nó là một dạng của tăng huyết áp cấp cứu có tổn thương cơ quan đít đang tiến triển, cấp đang tiến triển, và cái tổn thương cơ quan đít cấp nó có thể xảy ra trên nhiều cơ quan. Như vậy thì trước khi chúng ta đi qua cái kiểu hình kiểu dạng khác, như vậy thì chúng ta sẽ có những cái điểm cần chú ý về tăng huyết áp ác tính như thế này. Tăng huyết áp ác tính thì không phải là đã không còn xảy ra. Cái này ở châu Âu thì đương nhiên Việt Nam mình là vẫn còn đang xảy ra. Và có thể là cơ hội được phát hiện tăng huyết áp. Điều này người ta nói lên rằng như vậy là có thể đây là cái biểu hiện lần đầu của tăng huyết áp và có thể là một cái tình huống tăng huyết áp nào đó đứng đằng sau. Đặc trưng là bởi cái tổn thương trầm trọng nhiều cơ quan bao gồm cả tim và phải nhập viện để theo dõi sát và cần thiết phải hạ huyết áp nhưng không quá nhanh hoặc quá nhiều. Và đây là cái nguyên tắc của điều trị hạ huyết áp trong tăng huyết áp cấp cứu. Điều trị thuốc đường tĩnh mạch cho đến nay đã được khuyến cáo. Tuy nhiên, một số tác giả thì sử dụng thuốc uống với là thuốc ức chế men chuyển, đặc biệt là captopril với liều ban đầu thấp và chuẩn độ tăng dần. Thì theo các tác giả và bây giờ người ta đang làm cái thực hành, đang làm một cái thử nghiệm lâm sàng, có thể là sắp tới sẽ có cái số liệu công bố. Thì theo kinh nghiệm của cái nhóm tác giả này thì đây là một chọn lựa an toàn. Trong slide này thì chúng ta đi qua một cái kiểu hình khác của tăng huyết áp nặng. Đó là tăng huyết áp khó kiểm soát, difficult to control hypertension. Như vậy thì tăng huyết áp khó kiểm soát là một dạng tăng huyết áp nặng, cao, có thể là very high. Tuy nhiên là với cái từ khó kiểm soát là mang lên cái ý nghĩa là chúng ta đã điều trị tối ưu, tối đa nhưng vẫn không kiểm soát được. Do đó thì đầu tiên, slide đầu tiên của cái kiểu hình này, cái kiểu hình lâm sàng này định nghĩa như thế nào là tăng huyết áp khó kiểm soát. À, còn có nhóm tác giả gọi là resistant hypertension, là tăng huyết áp kháng trị. Như vậy thì theo khuyến cáo được xác định là tăng huyết áp kháng trị khi bệnh nhân đã sử dụng liều tối ưu, tức là liều được dung nạp tốt nhất của một chiến lược điều trị tối ưu thích hợp ba thuốc, trong đó có ít nhất một thuốc lợi tiểu. Và điển hình một thuốc là thuốc chặn hệ thống RAS, ví dụ như ức chế men chuyển hoặc là chặn thụ thể angiotensin, cộng với cái thuốc thứ hai thông thường là chặn kinh canxi, và cái thuốc thứ ba bắt buộc phải là một thuốc lợi tiểu. Và lợi tiểu thông thường chúng ta là lợi tiểu tiazid hoặc là giống tiazid. Với cái liều tối ưu này của một chiến lược điều trị tối ưu này nhưng vẫn thất bại để hạ huyết áp tâm thu dưới 140 và huyết áp tâm trương dưới 90 mm thủy ngân. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái định nghĩa của tăng huyết áp kháng trị là bệnh nhân đã được nhận một cái liệu trình điều trị tối ưu tăng huyết áp gồm 3 thuốc với liều tối ưu và trong đó có một thuốc lợi tiểu. À. Và cái việc mà chúng ta xác định rằng là huyết áp chưa kiểm soát đúng mức thì phải được confirm, khẳng định lại bằng cái theo dõi huyết áp lưu động hoặc là đo huyết áp tại nhà. Và sau khi chúng ta loại bỏ các nguyên nhân khác gây ra giả kháng trị, người ta gọi là pseudo resistant hypertension, tức là giả kháng trị do, tức là không phải là bệnh nhân đã điều trị tối ưu, có thể là điều trị chưa tối ưu, đặc biệt là trong cái tình
một cái tỷ lệ rất là cao, đó là cái việc mà tuân thủ uống thuốc của bệnh nhân kém. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn nói với mình rằng là bệnh nhân uống thuốc đầy đủ, hoặc là trong cái tình huống chúng ta điều trị vẫn chưa đạt được đích nhưng là do tăng huyết áp thứ phát. Như vậy tăng huyết áp thứ phát là một tăng huyết áp có nguyên nhân và muốn kiểm soát nó thì phải điều trị nguyên nhân. Như vậy thì cái style này đã định nghĩa chúng ta tăng huyết áp kháng trị là một tăng huyết áp mà bệnh nhân đã được sử dụng liệu trình tối ưu 3 thuốc với liều tối ưu và 3 thuốc đó có phải có thuốc đỡ tiểu. Như vậy thì chúng ta đã có cái định nghĩa hoặc là tiêu chuẩn chẩn đoán của một cái tăng huyết áp kháng trị. Bây giờ chúng ta sẽ bàn một vài đặc điểm về dịch tễ của tăng huyết áp kháng trị. Về tần suất ước tính, cái này vẫn là của châu Âu nha các bạn, là từ 5 đến 25% ở các khoa điều trị chuyên sâu về tăng huyết áp. Và 50% trong đó là bệnh nhân bệnh thận mạng. Chúng ta thấy rằng là trên bệnh nhân bệnh thận mạng, cái thứ nhất là riêng bệnh thận đó là nguyên nhân tăng huyết áp. Và trên bệnh thận mạng thì thường thường mạch máu mình sẽ bị tổn thương, vôi hóa rất là nặng. Và do đó thì cái huyết áp cũng sẽ tăng rất là cao và rất là khó điều trị. Chiếm tỷ lệ khoảng 8 đến 12% trong dân số chung. Và cái này thì tôi thấy nó hơi cao, nhưng mà đây là số liệu của châu Âu. Và tỷ lệ mới mắc là khoảng 0,7 trường hợp trên 100 bệnh nhân năm theo dõi. Và cái kết hợp thì với tổn thương cao quang đích thì rất là nhiều và nguy cơ tim mạch rất là cao. Và kết hợp với sự gia tăng của bệnh xuất và tử xuất tim mạch thì điều này là đương nhiên là tất nhiên. Là vì với một cái tình trạng tăng huyết áp cao và nặng và điều trị rất khó khăn thì những cái tổn thương cơ quan đích và những cái bệnh xuất và tử xuất tim mạch thì chắc chắn sẽ tăng lên rất là cao. Và như vậy thì về khuyến cáo về chẩn đoán và xử trí của tăng huyết áp kháng trị thì theo Hội Tim mạch châu Âu hay là Hội Tăng huyết áp châu Âu thì đầu tiên chúng ta xác định tình trạng kháng trị theo đúng định nghĩa là liệu trình tối ưu 3 thuốc, liều tối ưu và trong đó có một thuốc lợi tiểu. Và chúng ta phải loại trừ những tình trạng là giả kháng trị gọi là pseudo resistant hypertension, ví dụ như là do bệnh nhân tăng huyết áp áo choàng trắng khi đến gặp bác sĩ thì chúng ta phải dùng những cái đo huyết áp theo dõi lưu động, hoặc là do tăng huyết áp thứ phát, hoặc do một số nguyên nhân về bệnh nhân không tuân thủ thuốc tuy nhiên vẫn khai với bác sĩ là uống thuốc đầy đủ, vân vân. Chúng ta xác định và làm đảo ngược lại các yếu tố để góp phần trong cái cách sống của bệnh nhân, ví dụ chế độ ăn mặn, không tuân thủ điều trị, chúng ta chấm dứt hoặc làm giảm các chất ảnh hưởng. Vì các bạn biết rằng một số bệnh nhân, một số người dùng thêm những một số thành phần, một số chất, ví dụ như là chất kích thích, ví dụ như là các cái thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là thức ăn kẹo bánh có nhiều cái thành phần là cam thảo vân vân, thì nó sẽ gây ra cái việc tăng huyết áp kháng trị. Và chúng ta phải loại trừ các nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát, bởi vì nếu đã có nguyên nhân thứ phát thì việc điều trị tăng huyết áp chúng ta phải điều trị nguyên nhân thứ phát đó. Và sau cùng thì chúng ta mới đến cái việc là chúng ta điều trị thuốc như thế nào. Trên cái slide này thì trình bày tóm tắt cho các bạn các cái nguyên nhân mà mình gọi là pseudo resistant, tức là giả tăng huyết áp kháng trị, giả kháng trị. Như vậy thì tuân thủ điều trị của bệnh nhân kém, tức là cái việc mà uống thuốc theo toa, theo lời dẫn của bác sĩ chiếm đến 50 đến 60% trường hợp. Như vậy các bạn thấy rằng là cái việc mà không tuân thủ chiếm tỷ lệ rất là cao. Thì ngày hôm nay chúng ta có những cái biện pháp mà cải thiện sự tuân thủ, ví dụ như là cái viên thuốc kết hợp hai thuốc hoặc ba thuốc, rồi do tác dụng phụ của thuốc thì chúng ta phải chuyển sang thuốc ít có tác dụng phụ, hoặc là do lịch phân bổ uống thuốc trong ngày phức tạp và rối rắm, đặc biệt là trên người cao tuổi, mối quan hệ kém giữa ba bệnh nhân và thầy thuốc, tức là cái việc mà giải thích cái sự tuân thủ và phối hợp hợp tác của bệnh nhân thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Giáo dục hướng dẫn bệnh nhân chưa đầy đủ, trí nhớ hoặc là các vấn đề tâm thần, nhận thức kém người cao tuổi, chi phí thuốc men quá đắt với những người mà tự mua thuốc. Cái đó cái thứ nhất, như vậy là liên quan đến vấn đề bệnh nhân. Cái thứ hai là liên quan đến vấn đề thuốc hạ áp. Thì khi người ta điều tra trên những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp kháng trị và xem lại toa thuốc thì là thấy rằng là mặc dù có 3 thuốc nhưng mà 50% toa thuốc là cái liều chưa đạt, chưa đầy đủ theo khuyến cáo. Hoặc là cái việc kết hợp thuốc, ba thuốc nhưng mà lại không hợp lý.
chưa đúng theo khuyến cáo. À, như vậy thì cái thứ nhất liên quan đến bệnh nhân, cái nguyên nhân thứ hai là liên quan đến vấn đề thuốc, và cái thứ ba là liên quan đến chính thầy thuốc, gọi là cái tính trợ y, inertial, hay là cái sự mà thầy thuốc chưa tích cực hay là thất bại để thay đổi thuốc cũng như là tăng liều thuốc khi chưa đạt được với cái huyết áp mục tiêu. Và trên slide này thì giới thiệu cho chúng ta những cái loại thuốc mà có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát huyết áp. Đầu tiên đó là những cái thuốc mà giảm đau không gây nghiện, những cái thuốc mà chống viêm non-steroid, rồi những cái thuốc mà giống dao cảm. Ví dụ là những cái khi mà chúng ta bị xung huyết mũi thì người ta sử dụng cái thuốc mà làm co mạch thì có thể làm tăng cái tình trạng kháng trị, hoặc là những cái viên thuốc kích thích hoặc là cocaine, những thuốc kích thích ví dụ amphetamine, modafinil, thuốc ngừa thai, những cái thuốk về ức chế miễn dịch thí dụ như là cyclosporine hoặc là tacrolimus, erythropoietin là chúng ta sử dụng phòng ngừa hoặc là điều trị tình trạng thiếu máu trên bệnh nhân suy thận, vanlafaxin, rồi những cái thuốc mà về ung thư, rồi natural liquoride tức là thuốc cam thảo tự nhiên mà châu Âu người ta sẽ dùng nhiều ở trong một số bánh kẹo, hoặc là những cái thành phần thảo dược. Như trong các slide trước chúng ta đã trình bày, thì trong tăng huyết áp cấp cứu cũng như là trong tăng huyết áp kháng trị thì chúng ta gặp một tỷ lệ không nhỏ của các trường hợp tăng huyết áp thứ phát, tức là tăng huyết áp có nguyên nhân, và để điều trị thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân. Như vậy thì trên cái bảng này trình bày chúng ta các cái dạng tăng huyết áp thứ phát thường gặp kết hợp trong tăng huyết áp kháng trị. Đầu tiên thì như các bạn nhìn trên cái bảng của một tác giả cũng của cái châu Âu thì cái nguyên nhân mà hội chứng ngưng thở ngủ là chiếm tỷ lệ rất là cao, từ 60% cho đến 70%. Như vậy thì trên đối tượng người lớn tuổi, người mập. Cái tỷ lệ thứ hai đó là tình trạng rối loạn nội tiết, cường andosterone nguyên phát, tỷ lệ cũng rất cao, từ 7% cho đến 20%. Thì cái này thì chúng ta phải thử renin huyết tương, chúng ta phải thử andosterone huyết tương, chúng ta phải làm tỷ lệ andosterone trên renin. Cái bệnh cảnh thứ ba là bệnh cảnh về xơ vữa động mạch, cũng rất hay gặp trên người cao tuổi. Càng cao tuổi thì cái tỷ lệ xơ vữa động mạch hẹp, động mạch thận càng lớn, tỷ lệ này chiếm một cái tỷ lệ cũng khá, đó là 2-24%. Và cái tỷ lệ thứ tư cũng thường gặp là bệnh tăng huyết áp thứ phát, đó là các cái bệnh trụ mô và thận. Tuy nhiên theo số liệu của tác giả này thì trong này không cao lắm, chỉ từ 1-2%. Như vậy thì đứng trước một trường hợp tăng huyết áp cấp cứu hoặc là một trường hợp tăng huyết áp kháng trị sau khi đã điều trị ổn định thì chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến cái việc tầm soát cái tăng nguyên nhân của tăng huyết áp thứ phát, và nếu chúng ta tìm được nguyên nhân thì cái việc điều trị trở nên rất là dễ dàng và ổn định lâu dài. Như vậy thì trên một cái bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị sau khi các bạn đã hoàn thành cái công việc chẩn đoán, đó là chúng ta phải bệnh nhân phải đủ tiêu chuẩn điều trị trước đó tối ưu của một liệu pháp 3 thuốc với liều tối ưu, trong đó có ít nhất là một thuốc lợi tiểu TSIC với liều tối ưu. Và sau khi đủ tiêu chuẩn về vấn đề liệu trình tối ưu trước đó thì chúng ta phải tiếp tục loại trừ những cái yếu tố gây ra gọi là giả kháng trị. Ví dụ như bệnh nhân không tuân thủ thuốc, ví dụ như là bác sĩ chưa có tích cực điều trị chỉnh thuốc, ví dụ như là những cái nguyên nhân do về yếu tố tăng huyết áp thứ phát vân vân. Chúng ta loại trừ hết những cái nguyên nhân đó, những cái tác động từ chế độ ăn cho đến việc dùng những cái thuốc khác mà có thể gây cản trở cái việc điều trị tăng huyết áp. Thì cái việc tiếp theo trong cái điều trị đó là chúng ta tăng cường điều trị thuốc lợi tiểu cho bệnh nhân. Như vậy thì đây là tăng cường trên cái nền cách sẵn. Ở đây chúng ta thấy là trong slide người ta nhấn mạnh là tăng cường đào thải natri bằng tăng điều trị lợi tiểu phối hợp với chế độ tiết thực natri thấp. Như vậy thì trước khi chúng ta bổ sung thêm một thuốc thứ tư thì chúng ta phải tăng cường cái chế độ dùng thuốc lợi tiểu của bệnh nhân. Ở đây có 4 lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất là chuyển sang thuốc lợi tiểu TSIC mạnh hơn và có thời gian tác dụng dài hơn nếu chúng ta chưa chuyển. Ở đây hai cái thuốc lợi tiểu TSIC mạnh hơn và có tác dụng thời gian dài hơn đó là clotalidone và inavolisib.
khi mà độ lọc cầu thận còn tốt, nghĩa là eGFR lớn hơn 30 ml/phút trên 1,73 mét vuông da. Cái lời khuyên thứ hai là chúng ta sẽ phải chuyển sang lợi tiểu ngoài 2 lần mỗi ngày khi mà độ lọc cầu thận nhỏ hơn 30 ml/phút trên 1,73 mét vuông da. Cái lời khuyên thứ ba là chúng ta có thể xem xét gia tăng liều nếu cần thiết. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái lời khuyên thứ tư là khi gia tăng liều tăng cường lợi tiểu như vậy thì chúng ta phải theo dõi điện giải đồ và creatinine huyết tương. Sau khi mà chúng ta đã điều chỉnh tối ưu cái liều lợi tiểu trước đang dùng của bệnh nhân, tức là liều lợi tiểu về Tizit hoặc là chúng ta chuyển sang Furosemide, một lợi tiểu ngoài mà cái tình trạng huyết áp vẫn chưa kiểm soát được, thì lúc này chúng ta mới xem xét thêm vào cái thuốc thứ tư trong cái liệu trình điều trị. Và cái thuốc được các tác giả, các khuyến cáo ưu tiên chọn lựa đó là spironolactone. Như vậy thì tại sao cái thuốc này được ưu tiên chọn lựa? Thì ở đây là các bạn sẽ thấy chúng ta đã có khá là nhiều công trình nghiên cứu về cái thuốc bổ sung thứ tư trên những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp kháng trị đã dùng liệu trình tối ưu ba thuốc. Thì trên cái slide này chúng ta sẽ xem, sẽ thấy ở cái trục tung nó là biểu diễn cái mức độ mà hạ huyết áp tại nhà của bệnh nhân là tăng huyết áp kháng trị. Cái trục hoành mà chúng ta có 4 cột. Cột thứ nhất là cái huyết áp nền trước khi mà chúng ta điều trị. Cái cột thứ hai là giả dược màu tím. Cái cột huyết áp nền đó là màu xanh lá cây nhạt. Cái cột thứ ba ở ngay trung tâm đó là cái hiệu quả hạ áp của spironolactone, tức là cái thuốc thứ tư thêm vào. Cái cột thứ tư đó là cái màu xám, đó là hiệu quả của thuốc thứ tư là doxazosin, đó là một thuốc ức chế thụ thể alpha. Và cái cột mà màu thứ năm cuối cùng, màu xanh lá cây đậm, đó là hiệu quả của thuốc dạng beta, ở đây thêm vào bisoprolol. Như vậy thì trong năm cái cột này thì chúng ta thấy cái cột thứ ba nằm ở giữa trung tâm là thuốc thứ tư khi được chọn lựa là spironolactone, thì là thuốc có hiệu quả nhất khi chúng ta so sánh, các bạn nhìn ở phía trên, so sánh với hiệu quả hạ huyết áp ở cái vai trò vị trí thứ tư, so sánh với giả dược thì và so sánh với hai cái thuốc còn lại đó là doxazosin và bisoprolol, thì B đều nhỏ hơn với lại 2 con số 0, 3 con số 0. Nào, như vậy chúng ta thấy rằng cái thuốc thứ tư thêm vào là một cái lợi tiểu kháng andosterone thì cái hiệu quả hơn hẳn so với những cái thuốc khác khi thêm vào vị trí thứ tư. Mà trong cái các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp còn lại, ví dụ như là thuốc dạng thụ thể alpha, ví dụ như là thuốc dạng thụ thể beta. Do đó, trên slide này thì trình bày cho chúng ta một cái lưu đồ hướng dẫn về sự trí tăng huyết áp của Hội Tim mạch châu Âu, Hội tăng huyết áp châu Âu năm 2018. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ có 3 hàng chính, đó là 3 bước điều trị. Và từ trái sang phải chúng ta có 4 cột. Cột thứ nhất là nói lên cái số lượng viên thuốc hoặc là số lượng thuốc. Cột thứ hai là nói cái cách thức chúng ta kết hợp thuốc. Ví dụ như là cái hàng đầu tiên là dual combination, tức là phải một và cái hình phía trước một viên, nghĩa là chúng ta đã ngay từ đầu chúng ta dùng một viên thuốc với hai thành phần, ví dụ như vậy. Hàng thứ hai là một viên với triple combination, tức là một viên thuốc ba thành phần, vân vân. Cái cột thứ ba đó là các thành phần, cái sự cấu thành của các cái thành phần thuốc hạ huyết áp trong mỗi bước điều trị. Và cái cột thứ tư đó là những cái khuyến cáo thêm khi mà các bạn sử dụng cái đang ở trong bước đó. Và cái hàng cuối cùng đó là cái hàng người ta nói thêm cho một cái thuốc mà là thuốc dạng beta, thì trước đây đóng một cái vai trò quan trọng như những thuốc tăng huyết áp khác. Tuy nhiên bắt đầu đến khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu sau về sau thì người ta đưa nó ra, không phải đưa vào thuốc thường quy, không đưa vào thuốc first choice hàng đầu nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ phân tích chi tiết từng cái bước. Như vậy thì ở cái bước đầu tiên, cái bước thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chúng ta sử dụng một viên ở ngay cái thời điểm gọi là initial therapy, tức là điều trị ban đầu. Và như vậy thì ngay thời điểm điều trị ban đầu chúng ta đã dual combination, tức là chúng ta đã dùng một viên kết hợp hai thành phần thuốc. Và hai thành phần thuốc đó là gì? Một thành phần đó là thuốc ức chế men chuyển là một, hoặc là thuốc dạng thụ thể angiotensin, tức là một thành phần là thuốc ức chế hệ thống RAS. Và cái thành phần thứ hai, thuốc thứ hai, đó là một trong hai thuốc,
hoặc là chạm kênh canxi hoặc là thuốc lợi tiểu. À, như vậy thì ngay từ bước đầu tiên của khuyến cáo ngày hôm nay, chúng ta đã dùng kết hợp thuốc hai thành phần với mức độ liều thấp, và cái phần mà gọi là chú thích giảng giải thêm ở phía sau là chúng ta ngay từ đầu thì chúng ta phải kết hợp thuốc hai thành phần và chỉ xem xét điều trị monotherapy, tức là điều trị một thành phần thuốc ở những bệnh nhân mà tăng huyết áp độ 1 nguy cơ thấp, hoặc là những bệnh nhân mà rất là cao tuổi là già yếu lão suy. À, như vậy thì cao tuổi ở đây là mới cái mốc là trên 80 tuổi và lão suy. Đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai thì các bạn thấy là một viên như màu khác, đó là màu cam. Và một viên này, như chúng ta đi tiếp phía sau, đó là triple combination, là kết hợp 3 thành phần thuốc trong này. Và 3 thành phần đó, các bạn đi tiếp theo cái cột thứ 3 là thể hiện 3 thành phần đó. Một thành phần đó là thuốc ức chế hệ thống RAS, hoặc là ức chế men chuyển, hoặc là chạm thủ thể angiotensin. Thành phần thứ 2 đó là chạm kênh canxi. Và thành phần thứ 3 đó là cái thuốc lợi tiểu, và lợi tiểu ở đây là lợi tiểu T6. Như vậy thì ở bước thứ hai này là các bạn đã thấy đã dùng đủ 3 thành phần, và đây là cái điều kiện tiên quyết trước khi các bạn chẩn đoán tăng huyết áp kháng trị. Thì chúng ta đã đạt ở cái bước thứ hai này với đầy đủ một cái điều trình tối ưu 3 thành phần, và mỗi thành phần thuốc trong đó được điều trị ở liều tối ưu. Như vậy chúng ta thấy cái tăng huyết áp kháng trị chúng ta nằm phía sau bước step 2, tức là bắt đầu ở step 3. Như vậy thì bắt đầu step 3 này thì các bạn sẽ thấy là người ta để hai cái viên đỏ, hàm ý rằng là bây giờ là không phải là một kết hợp 3 nữa, mà bây giờ chúng ta trở thành là một cái triple combination kết hợp với thêm một thuốc nữa, tức là chúng ta kết hợp 4. Thì 4 ở đây có thể là hai viên hai thành phần thuốc, hoặc là một viên 1 và một viên 3 thành phần thuốc, hoặc là thậm chí không có thì là 4 viên rời của một, mỗi viên là một thành phần thuốc. Như vậy thì chúng ta thấy tới bước 3 này chúng ta đã phải bổ sung thêm một thuốc, và người ta khuyến cáo ngay từ đầu đó là spironolactone hoặc là một thuốc khác mà mình cảm thấy được phù hợp. Và qua cái cột thứ 3, người ta chẩn đoán xác định được resistant hypertension, và cái việc đầu tiên chúng ta thêm đó là spironolactone với cái liều từ 25 đến 50mg mỗi ngày, hoặc là một cái thuốc khác, lợi tiểu khác, hoặc là một thuốc chặn cơn canxi, ví dụ như là doxazosin, hoặc là một thuốc chặn beta, ví dụ như bisoprolol. Thì các bạn thấy trong các cái thuốc thứ tư này thì spironolactone luôn luôn là được thuốc ưu tiên chọn lựa hàng đầu. Vì chúng ta có cái slide phía trước slide này để chứng minh cái việc là với cái vai trò mà thêm vào thứ tư thì thuốc spironolactone hoặc là thuốc lợi tiểu kháng aldosterone thì nó có một cái ưu điểm về cái một cái hiệu lực vượt trội so với những thuốc khác. Và ở cái phía sau cột thứ ba, cái cột thứ tư thì người ta khuyến cáo rằng đến những cái tình huống như thế này thì chúng ta nên chuyển bệnh nhân đến một cái chuyên gia điều trị tăng huyết áp, chuyên về tăng huyết áp, trong cái trung tâm điều trị chuyên sâu về tăng huyết áp để mà tiến hành vấn đề khảo sát như là chẩn đoán. Đó là ba cái bước điều trị tăng huyết áp cơ bản của cái liệu pháp điều trị tăng huyết áp của Hội Tim Mạch Châu, Hội Tăng Huyết Áp năm 2018. Và các bạn thấy có cái hàng thứ tư, đó là cái hàng mà người ta nói thêm. Cái thứ nhất là ở phía trước là nói là chúng ta thêm spironolactone vào khi cái độ lọc cầu thận phải trên 45 và kali phải nhỏ hơn 4.5. Vì chúng ta biết rằng khi spironolactone vào, với những cái nghiên cứu hiện nay thì nó ở cái cầu thận ở mức độ là trên 45 và nó có cái tác dụng là gây tăng kali máu, do đó thì kali máu phải nhỏ hơn 4.5. Và cái phần phía sau là người ta nói cái vai trò của chặn beta, thuốc chặn beta ngày hôm nay trong tăng huyết áp. Thì các bạn sẽ thấy rằng ngày hôm nay trong tăng huyết áp thì thuốc chặn beta không còn được là cái vị trí first choice giống như ba cái loại thuốc ở trên nữa, mà nó sẽ đưa ra một cái thuốc mà chúng ta bổ sung vào bất kỳ bước điều trị nào khi có cái chỉ định đặc hiệu dành riêng cho thuốc chặn beta. Đó là trên bệnh nhân suy tim, đó là trên bệnh nhân đau ngực, trên hội chứng mạch vành mãn, đó là bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim, đó là bệnh nhân rung nhĩ, và ở những phụ nữ trẻ và những người đang có thai hoặc là đang chuẩn bị kế hoạch có thai, thì những cái thuốc trên đều ảnh hưởng đến cái thai kỳ. Chúng ta cũng bàn thêm một cái kiểu hình lâm sàng
về tăng huyết áp, đó là tăng huyết áp thứ phát. Mặc dù tăng huyết áp thứ phát thì không liên quan đến, không phải là một cái kiểu hình của tăng huyết áp cấp cứu. Tuy nhiên là trong tăng huyết áp cấp cứu, tăng huyết áp ác tính, tăng huyết áp kháng trị thì luôn luôn người ta luôn luôn nhắc đến tăng huyết áp thứ phát, bởi vì tăng huyết áp thứ phát nó có thể là cái nguyên nhân đứng đằng sau cho cái việc mà khó điều trị tăng huyết áp, cái việc mà tăng huyết áp mất kiểm soát, tăng huyết áp ác tính, tăng huyết áp cấp cứu. Do đó chúng ta sẽ bàn cho một vài slide bàn luận về cái tăng huyết áp thứ phát. Như vậy thì làm thế nào để xác chẩn tăng huyết áp thứ phát và lưu đồ chẩn đoán của ESC năm 2019? Ở đây thì tôi sẽ trình bày rất là nhanh các bạn nắm. Cái thứ nhất thì nó có một cái định nghĩa rất là rõ ràng. Tăng huyết áp thứ phát là bệnh cảnh tăng huyết áp do một nguyên nhân có thể chẩn đoán được và có thể điều trị được bằng một biện pháp can thiệp đặc hiệu đến nguyên nhân gây bệnh. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng tăng huyết áp thứ phát là có nguyên nhân và có biện pháp điều trị và điều trị đặc hiệu. Và nếu chúng ta không điều trị đặc hiệu thì chúng ta không kiểm soát được tăng huyết áp. Do đó các bạn thấy luôn luôn người ta nhắc đến trong tăng huyết áp cấp cứu, trong tăng huyết áp kháng trị, chúng ta phải đi tầm soát tăng huyết áp thứ phát. Và các điểm nào gợi ý cho cái vấn đề tăng là bệnh nhân tăng huyết áp đang bị tăng huyết áp thứ phát? Đó là các bốn cái điểm mà người ta gợi ý sau. Thứ nhất là tăng huyết áp nặng hoặc kháng trị, nghĩa là một huyết áp mà chúng ta rất là khó kiểm soát mặc dù chúng ta sử dụng rất nhiều thuốc. Cái thứ hai đó là các đợt tăng huyết áp cấp trên một nền huyết áp ổn định trước đó, nghĩa là bệnh nhân đã được điều trị ổn định một thời gian dài, tự nhiên bệnh nhân mình rơi vào những cái cơn mất ổn định tăng huyết áp cấp nhiều lần, đặc biệt là trên người lớn tuổi thì người ta hay suy nghĩ đó là có thể một cái nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát mới xuất hiện, ví dụ như là hẹp động mạch chủ cho sơ vữa động mạch cho người cao tuổi hoặc là bệnh chủ mô thận. Cái gợi ý thứ ba đó là tăng huyết áp ở tuổi 30 mà không có tiền sử gia đình và tăng huyết áp rõ, không có bị béo phì. Như vậy thì cái gợi ý thứ ba này liên quan đến tuổi và lứa tuổi 30 thì phải có hai điều kiện đi kèm theo là không có tiền sử gia đình và không bị béo phì. Cái gợi ý thứ tư là tăng huyết áp khởi phát trước tuổi dậy thì. Như vậy chúng ta có bốn gợi ý. Thứ nhất là hai cái tình huống gợi ý đầu tiên là liên quan tới cái vấn đề khó kiểm soát huyết áp, và hai cái tình huống sau thì liên quan đến vấn đề tuổi tăng huyết áp. Ngoài bốn cái điểm gợi ý về tăng huyết áp thứ phát như chúng ta nêu, hai điểm đầu tiên thì liên quan đến cái tình trạng tăng huyết áp mà khó kiểm soát, và hai cái điểm thì liên quan đến cái tuổi khởi phát. Nếu tuổi 30 thì phải không có tiền sử gia đình, không béo phì. Nếu mà tuổi trước vậy thì cứ xem như là tăng huyết áp thứ phát. Thì Hội Tim mạch Châu Âu có một cái lưu đồ chẩn đoán và xử trí tăng huyết áp thứ phát theo tuổi nhằm giúp cho chúng ta focus vào cái nhóm nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát theo mỗi lứa tuổi để dễ tìm ra. Như vậy thì theo cái lưu đồ này, đầu tiên là chúng ta đã xác định tăng huyết áp, và tăng huyết áp cái tình trạng kháng trị này hoặc là khó kiểm soát này là cái tình trạng tăng huyết áp thật, không phải là tăng huyết áp áo tròn trắng, qua cái việc chúng ta confirm lại bằng tăng huyết áp lưu động hoặc là tăng huyết áp đo tại nhà. Và sau đó thì chúng ta tiến hành đánh giá cơ bản tổng quát bằng bệnh nhân tăng huyết áp như phần đầu tiên cũng là trình bày. Các bạn lấy bệnh sử, các bạn thăm khám, các bạn triển khai các cái xét nghiệm hóa học, hóa sinh, cận lâm sàng, chúng ta triển khai các cái test đánh giá thăm dò về hình ảnh học, về chức năng. Và sau khi mà chúng ta loại trừ những cái nguyên nhân gọi là giả kháng trị hay là giả đề kháng, ví dụ như là do cái tính tuân thủ của bệnh nhân không tuân thủ, ví dụ như là do cái toa thuốc mà kết hợp chưa tốt, chưa đủ của bác sĩ, hoặc là do cái liều thuốc chúng ta đã chưa đưa đến liều tối ưu, hoặc là do các cái tình trạng mà do cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, thuốc men kèm theo làm kháng trị tăng huyết áp, thì chúng ta phải loại trừ hết. Và sau khi đã loại trừ hết rồi thì chúng ta sẽ tìm những cái điểm lâm sàng mà gợi ý cho tăng huyết áp thứ phát. Và ở mỗi lứa tuổi thì có những cái nhóm nguyên nhân để cho chúng ta lưu ý. Ví dụ triệu chứng lâm sàng gợi ý, ví dụ như là bệnh nhân bị hạ kali máu nặng mà lại không rõ nguyên nhân, thì chúng ta phải nghĩ tới là một chứng là kháng aldosteron nguyên phát. Trên một cái người cao tuổi đang ổn định huyết áp lâu ngày thì tự nhiên bắt đầu rơi vào những cơn mất ổn định, thì chúng ta phải kiểm tra các hẹp động mạch thận tăng lên do sơ vữa động mạch hay không, ví dụ như vậy. Và khi các điểm lâm sàng gợi ý cho tăng huyết áp mà nếu có thì chúng ta khảo sát có đích, tức là chúng ta biết rằng là
thí dụ hạ kali máu thì các anh chị khảo sát theo cái hướng của cái tình trạng là cường độ tăng tiên phát bằng cách chúng ta thử kali máu thấp, chúng ta thử nồng độ renin, nồng độ aldosterone, tỷ số của aldosterone trên renin và chúng ta cho chụp CT để đánh giá hai cái thường hậu. Nếu chúng ta không có cái yếu tố để gửi một cái nguyên nhân thứ phát nào nhưng chúng ta vẫn rất là lo, quan tâm, lo ngại là có tăng huyết áp thứ phát thì chúng ta sẽ tiến hành các cái bước khảo sát chia theo 4 nhóm tuổi. Đó là trẻ em hay tuổi thiếu niên từ 0 cho đến 18 tuổi, tức là từ trẻ sơ sinh cho đến 18 tuổi. Thứ hai là nhóm người trẻ từ 19 cho đến 39. Cái thứ ba là nhóm trung niên từ 40 đến 64. Và nhóm thứ tư là người cao tuổi là trên 65. Như vậy thì ở nhóm tuổi trẻ em và bệnh thiếu niên thì bệnh chủ mô thận chiếm một cái tỷ lệ là khá lớn và chúng ta phải loại trừ hẹp eo rồi mạch chủ bằng cách chúng ta đo huyết áp, đo hai tay, tìm sự chênh lệch và có cái rối loạn về di truyền. Và như vậy thì chúng ta sẽ triển khai những cái xét nghiệm ví dụ như là tổng tích nước tiểu, cái nước tiểu, siêu âm thận, siêu âm tim và chụp hình CT động mạch lớn. Cái thứ hai là nhóm người trẻ từ 19 đến 39 tuổi thì bệnh chủ mô thận cũng vẫn đóng vai trò quan trọng, đồng thời hẹp động mạch thận trong giai đoạn này thì không phải hẹp động mạch thận như sơ vữa động mạch mà hẹp động mạch thận cái nguyên nhân nó gọi là fibromuscular dysplasia, tức là loạn sản sơ cơ động mạch thận và cái động mạch thận nó giống như cái tay áo xăng, nó hẹp và giãn từng chùm. Và không chỉ riêng là một động mạch thận, nó gặp trong một số động mạch khác. Rối loạn di truyền đơn gen và những cái nghiệm pháp mà chúng ta chuẩn bước chúng ta phải triển khai là tổng phân tích nước tiểu, cái nước tiểu, siêu âm thận, siêu âm tim, chụp MRI, chụp CTA, tức là chụp có thuốc cản quang để chúng ta đánh giá các cái mạch máu và chúng ta kiểm tra cái aldosterone, renin aldosterone để kiểm tra cái kháng aldosterone. Tiếp theo ở người trung niên thì là tăng aldosterone, hội chứng ngưng thở khi ngủ OIS, hội chứng cơ sinh, phibromocytom, bệnh chủ mô thận. Và ở đây thì chúng ta vẫn triển khai thì aldosterone renin, tỷ lệ aldosterone trên renin. Chúng ta có cái bảng câu hỏi cho những cái người mà hội chứng ngưng thở khi ngủ, chúng ta phải đo cái gọi là giấc ngủ đồ. Chúng ta làm những test ức chế cortisol, dexamethasone, nước tiểu 24 giờ để mà đánh giá hội chứng cơ sinh. Chúng ta thử metanephrine huyết tương nước tiểu để đánh giá hội chứng phibromocytom. Và bệnh chủ mô thận, chúng ta làm tổng phân tích nước tiểu siêu âm thận. Và ở người cao tuổi thì hẹp động mạch thận thứ phát do sơ vữa động mạch là một tỷ lệ rất là thường gặp. Bởi vì cái người cao tuổi, cái gọi là cái burden, cái gánh nặng về sơ vữa này đã tới cái mức mà nó thể nó gây ra hẹp những cái động mạch lớn chỗ này chỗ kia, bệnh chủ mô thận, bệnh tuyến giáp. Và chúng ta tiến hành cũng chụp mạch bằng MRI hoặc chụp mạch bằng CT, tổng phân tích nước tiểu, cái nước tiểu, siêu âm thận và TSH. Thì chúng ta đi đến phần tóm lược của tăng huyết áp thứ phát. Như vậy tăng huyết áp thứ phát là một tình trạng bệnh mà không hiếm gặp và rất cần thiết loại trừ, đặc biệt là những trường hợp tăng huyết áp cấp cứu, tăng huyết áp khẩn cấp, tăng huyết áp kháng trị, tăng huyết áp ác tính, v.v. Và các điểm gợi ý thì gồm có 4 điểm. 2 điểm đầu tiên liên quan đến cái mức độ tăng huyết áp, đó là tăng huyết áp nặng hoặc kháng trị, thì bắt buộc người thầy thuốc phải đi tìm nguyên nhân tăng huyết áp. Và cái thứ hai là một người trước đó có nền huyết áp ổn định khá lâu dài, trước đó tự nhiên trở nên có những đợt cấp bất thường thì cũng phải tìm cái nguyên nhân thứ phát phát sinh kèm vào. Và đặc biệt là trên người lớn tuổi thì cái hẹp động mạch thận do sơ vữa động mạch rất hay gặp. Cái hai cái điểm gợi ý sau là theo lứa tuổi, như vậy tuổi nhỏ hơn 30 thì phải kèm theo điều kiện là không có tiền sử gia đình và không bị béo phì. Nếu khởi phát trước tuổi dậy thì xem như là tăng huyết áp thứ phát. Và lưu đồ chẩn đoán theo tuổi sẽ giúp cho chúng ta tầm soát loại trừ những nguyên nhân thứ phát theo mỗi lứa tuổi có cái đặc thù riêng. Như vậy thì chúng ta đã đi được đến kết thúc của cái bài báo cáo xử trí cấp cứu tăng huyết áp hay là tăng huyết áp cần xử trí cấp cứu. Đây là một cái tình huống lâm sàng, một thực tế lâm sàng mà chúng ta rất là hay gặp. Tất cả các bạn thực hành ở tất cả các cái cơ sở y tế, từ phòng khám, phòng mạch cho đến phòng cấp cứu, khoa lâm sàng, chúng ta còn có một cái kiến thức về chẩn đoán, về phân loại, về tiêu chuẩn, về định nghĩa của các cái loại tăng huyết áp
và từ đó chúng ta sẽ có cái triển khai những cái xét nghiệm cần khảo sát, đồng thời chúng ta sẽ đưa ra được một cái chiến lược điều trị với cái mức độ nào, cái ngưỡng nào thì chúng ta hạ xuống, và chúng ta hạ xuống tới cái huyết áp mục tiêu là huyết áp nào trong một cái timeline, trong một cái khoảng thời gian bao lâu, và chúng ta hạ bằng thuốc gì, thuốc đường truyền tĩnh mạch hoặc là thuốc đường uống. Thì qua cái bài này hy vọng rằng các bạn cũng đã nắm được một số kiến thức cơ bản, nội dung thì tương đối nhiều và nó có hơi mở rộng ra một số lĩnh vực, ví dụ như tăng huyết áp ác tính, ví dụ như là tăng huyết áp kháng trị, tăng huyết áp khó kiểm soát và kể cả tăng huyết áp thứ phát. Các bạn sẽ nghe, tôi nghĩ là các bạn nghe đi nghe lại một vài lần thì mình sẽ rõ vấn đề. Và đặc biệt trong cái bài này thì chúng tôi chưa trình bày đến một cái lĩnh vực cũng rất là quan trọng, đó là xử trí tăng huyết áp cấp trong đột quỵ não cấp. Thì bởi vì đó là một cái bài cũng rất là đặc biệt với những cái cơ chế đặc biệt, cái hướng xử trí đặc biệt thì sẽ nằm riêng trong bài khác. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các đồng nghiệp và các bạn.